Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 27 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Buổi trưa hôm ấy, Thượng Thư Bộ Lễ là Vương Quỳnh được Hoàng đế ân chỉ thả ra khỏi ngục. Vương Thượng Thư tóc bạc trắng vừa ra khỏi đại ngục của bộ hình, liền được đám quan viên chạy tới về đón hỏi han ân cần như một vị anh hùng chiến thắng trở về vậy. Phong thái ấy của lão thật là oanh liệt. Hơn phân nửa số quan viên trong triều đã kéo tới đây. Ba vị đại học sĩ mặc dù không tiện lộ diện, song cũng sai người để tới chúc mừng. Phủ Thượng Thư bày ra đại yến, một đám quan viên có tài văn võ, văn chương không khỏi chia vần đấu thơ nghênh đón chúc mừng một phen. Rượu uống chưa mềm môi, Vương Quỳnh đã giơ cao chén bước ra giữa đại sảnh, vòng tay nói: "Các vị đồng liêu hảo hữu, Vương Quỳnh xúc phạm thiên nhãn bị giam vào ngục, nhờ có các vị hảo hữu tìm mọi cách giúp đỡ ta, Vương Mỗ mới thoát khỏi ngục tù. Vương Mỗ thật sự phải đa tạ các vị rồi. Chén rượu này lão phu xin kính mọi người." Vương Quỳnh dứt lời, lập tức giơ cao chén uống, uống cạn một hơi. Lão tuy bày rượu thiết đãi đáp tạ các vị đồng liêu ở nhà, song vẫn nghiêm túc tuân thủ lễ nghi, một thân quần áo hiếu, tang phục cho tiên đế, râu tóc bạc phơ, mặt người chính khí. Những quan viên đến đây chúc mừng, thấy Thượng Thư kính rượu cũng lần lượt đứng dậy đáp lễ. Thượng Thư Bộ Lại là Mã Văn Thương cười đáp: "Vương Thượng Thư, phẩm đức văn chương đứng đầu, thiên hạ kính ngưỡng. Thân là Thượng Thư Bộ Lễ lại càng tận chức tận lực. Ngày ấy vì khuyên can Hoàng Thượng giữ lễ, nhất thời kích động, phẫn nộ mà xúc phạm tới thánh giá, vốn cũng không phải là chuyện to tát gì. Cho dù chúng tôi không dâng thư xin miễn tội, Hoàng Thượng cũng nhất định sẽ xá tội cho đại nhân thôi." Vương Quỳnh nghe Thiên Quan Bộ Lại khen ngợi như thế, không khỏi cười vui vẻ, trở về chỗ ngồi rồi nói: "Mã Thượng Thư quá khen rồi. Thượng quốc như hoa hạ của chúng ta là lễ nghĩa chi bang, thực lễ chi quốc, thánh nhân sáng lập ra ngũ lễ. Chúng ta phải hiểu lễ, học lễ, thủ lễ, trọng lễ. Đây là đại sự cai trị quốc gia, ổn định xã tắc, trật tự nhân dân, lợi cho con cháu. Thân là thần tử, há có thể thấy vua phạm lỗi mà không nói cho được. Nhưng có thể khuyên được Hoàng Thượng thủ lễ, đừng nói là ngồi tù, cho dù là mất mạng thì đã sao nào." Vương Ngao gật đầu lia lịa khen hay: "Thánh nhân dùng lễ để soi sáng cái đức, dùng lễ để kính trọng cái đức. Có câu, người mà không có lễ thì không thể sống được, việc mà không có lễ thì không thành, quốc gia mà không có lễ thì không yên. Đại nhân mạo phạm thiên nhan, trực ngôn can gián, có thể nói là gương tốt cho bá quan. Chúng tôi dâng sớ xin thánh thượng tha tội, ấy chính là bổn phận mà." Hữu Đô Ngự Sử, Thị Lang Bộ Binh, Tổng đốc Quân vụ Tuyên Hóa, Đại Đồng và Sơn Tây là Lưu Vũ, Lưu Đại Nhân nghe vậy chợt nói: "Theo hạ quan biết, sáng nay thống lĩnh thân quân thị vệ Dương Lang Dương Đại Nhân từng xin Hoàng Thượng tha cho đại nhân. Y là người tâm phúc của Hoàng Thượng, nói không chừng lần này đại nhân được ra ngục, người góp sức nhiều nhất chính là Dương Đại Nhân đấy." Vương Quỳnh nghe xong phật ý không vui, cười lạnh nói: "Một thằng oắt con, ỷ là cựu thần Đông Cung mới có thể ra vào triều đường, hắn thì biết cái gì. Lúc lão phu khuyên nhủ Hoàng Thượng quay về điện để túc trực bên linh cữu của tiên hoàng, chính hắn đã buông lời gièm pha ngăn cản. Lão phu tức giận mới lấy nghiên mực ném hắn ta, sao hắn ta lại có thể cầu xin cho lão phu được đấy?" Dương Phương nghe vậy thưa: "Chuyện Dương Lăng góp lời cầu xin cho Thượng Thư đại nhân quả thật là có, nhưng theo bản quan thấy nhất định là hắn thấy lúc Thượng Thư đại nhân vào tù mọi người phản đối dữ dội, bá quan phẫn nộ, để tránh cho mình khỏi trở thành mục tiêu công kích mới làm bộ làm tịch như vậy thôi." Thị Lang Bộ Hình Triệu Giản Chi vỗ đùi đánh cái đét một cái nói: "À đúng vậy đúng vậy,
lão đại nhân ở trong ngục mấy ngày nay chắc hẳn còn chưa biết đâu. Cái tên Dương Lăng đó còn dâng vâng lời hoàng thượng, bảo quan viên ở những tỉnh giàu có trong thiên hạ không được nhậm chức tại tỉnh nhà, lấy cái tên mỹ miều là phòng ngừa tham ô. Bây giờ loạn đến rối tinh rối mù lên cả rồi. Sao? Cái gì? Vương Quỳnh giận run người nói. Đạo trị thế, không dùng pháp lệnh để ép buộc được, mà lấy giáo hóa làm đầu. Nếu muốn phòng tham ô, phải nói về lễ nhạc. Chính bản thân phải thực hiện, phổ biến giáo hóa, tuân thủ phong tục. Thay vì dùng chế độ phòng tham ô, chi bằng lấy đạo đức để giáo hóa kìa. Làm vậy chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn hay sao? Thượng thư bộ công Từ Quán nhìn thấy quan viên chung quanh bàn luận về chính sách mới do Dương Lăng đề ra, phần lớn đều không tán thành, trong lòng bèn mừng thầm, mỉm cười nói. Vương thượng thư nói đúng, dùng pháp lệnh để cấm đoán chỉ là giải pháp nhất thời thôi, mà giáo hóa mới là biện pháp lâu dài. Những việc trị nước này, vẹn vẹn một tên tú tài đồng tiến sĩ xuất thân như hắn ta có thể hiểu được hay sao? Thị lang bộ lại Tiêu Phương vốn là bộ hạ cũ của Vương Quỳnh khi còn nhậm chức ở bộ lại, vì mặt mũi nên không thể không tới chúc mừng. Nhưng lão là người bụng dạ hẹp hòi, Vương Quỳnh vì tư tâm mà chèn ép lão. Tiêu Phương vẫn luôn luôn canh cánh trong lòng, lúc này thờ ơ quan sát. Thấy bọn họ đa số mang lòng đố kỵ với sự thăng tiến nhanh chóng của Dương Lăng, người được tân đế tin tưởng, thì trong lòng không khỏi thầm cười nhạt, lặng lẽ tự tính kế riêng của mình. Thượng thư bộ binh Lưu Đại Hạ cao đôi mày trắng nói. Lão phu cũng thấy tiểu tử đó gây chuyện hơi quá đáng rồi. Hôm qua hoàng thượng đột nhiên xuất cung đến Hoàng Trang ở Tây Giao, đem đến màu sắc ngập trời trong sân cốc Tây Giao. Mà thần cơ doanh Tả Tiêu Quân phụng thánh dụ đóng quân ở nơi đó. Hôm nay trên triều, lão phu đã hỏi về việc đêm qua, hoàng thượng lại nói là quan khán diễn võ ban đêm. Theo lão phu thấy... Lưu Đại Hạ nói tới đây không nói nữa, chỉ không ngừng lắc đầu. Vương Cảnh Long và mấy tên bạn chi giao của hắn đang ngồi chung một mâm ở phòng bên, nghe được bọn họ nói chuyện. Triệu Ung bèn cười đáp. Các vị đã nghe chưa? Lúc này có nhiều bá quan trong triều đang rất bất mãn với tên gian định đó, chỉ là tiếc rằng không nắm được chứng cứ phạm pháp của hắn ta thôi. Nếu chúng ta có thể lập được kỳ công này, chẳng phải sẽ sảng khoái lắm sao? Dương Lâm lắc đầu nói. Khó, bá quan trong triều ai mà không tai mắt thông tỏ. Nếu hắn có gì, sớm đã bị người ta nắm thóp mất rồi. Triệu Ung cười lạnh nói. Dương lão đệ, kẻ làm đại sứ không câu nệ tiểu tiết kìa. Dương Lăng gian trá giảo hoạt, làm việc cẩn thận mới khiến người ta không nắm được nhược điểm của hắn ta. Tìm không được nhược điểm, chẳng lẽ chúng ta không thể tạo cho hắn một cái hay sao? Vương Cảnh Long nghe xong ngạc nhiên hỏi. Vậy phải làm sao mới tạo được đây? Hay là Triệu huynh có diệu kế gì? Nếu như có bằng chứng thật thì được rồi. Đoạn hắn thấp giọng nói. Nhưng ngụy tạo chứng cớ hãm hại đại thần là tội lớn lắm đó. Triệu Ung cười lạnh một tiếng. Thuận Khanh, nếu không phải vì Dương Lăng chọc giận lệnh tôn, lão đại nhân sao lại nổi giận mà kinh động thánh giá đây? Lão nhân gia tuổi quá thất tuần, còn phải chịu cảnh lao ngục. Thân là con, thù này nếu không trả, thật uổng phận làm nam tử hán hiên ngang rồi. Vương Cảnh Long bị hắn khích đỏ bừng mặt, vội vã chống chế. Tiểu đệ sao lại không muốn trả thù cho gia phụ cho được? Có điều nếu không có bằng chứng thật thì sẽ không thể làm gì được hắn ta đâu. Triệu Ung cười ngạo nghễ nói. Biện pháp không phải là do con người nghĩ ra hay sao? Hai ngày trước đệ từng tới Dương Phủ nhờ Dương Lăng giúp cho Thế Bá. Hôm nay mượn cái cớ này đến nhà tạ ơn, chủ động giao du với hắn ta. Đợi sau khi kết thân với hắn rồi, chúng ta sẽ tùy cơ mà hành xử. Nói đoạn hắn thấp giọng thì thầm. Thậm chí nếu như thật sự không tìm thấy gì, vậy cứ tạo dựng vài tăng chứng đổ tội cho hắn ta. Đến lúc đó nắm được thóp hắn rồi, bá quan hạch tội còn không đánh đổ được hắn ta sao? Chỉ cần làm khéo thôi, hắn có chứng cứ gì mà nói là chúng ta vô an giáo họa được đấy. Cha của Triệu Ung là thị lang bộ lại, thủ đoạn trị người của nha môn này ít nhiều hắn cũng từng nghe qua một chút. Thật ra Triệu Ung không có ân oán gì với Dương Lăng cả, chỉ là sớm nghe cha và thúc bá bề trên rất bất mãn với Dương Lăng, cho rằng hắn không phải là quan tốt
nên muốn làm anh hùng trượng nghĩa trừ gian. Vương Cảnh Long nghe xong thoạt lấy làm mừng, thế nhưng suy nghĩ một chút thì lại khó xử nói: thế nhưng ngày mai Dương Lăng đã đi đôn đốc kiến tạo Đế Lăng rồi, chẳng lẽ ta phải đuổi theo tới Đế Lăng hay sao? Triệu Ung vừa mới nghĩ ra một trọng tội đủ để khiến cho Dương Lăng rơi đài, vừa nghe vậy thì càng mừng rỡ, không khỏi hớn hở đáp lên: hay, hay lắm. Hắn không có ở nhà, trong phố chỉ còn lại một đám nữ quyến không có kiến thức gì, càng tiện bề cho chúng ta hành động. Vương Cảnh Long trợn mắt tức giận hỏi: Triệu huynh, Dương phủ chỉ còn một đám nữ quyến thôi, ta làm sao có thể đến nhà thăm viếng được đây? Nghe nói thế, Triệu Ung cũng ngớ ra. Dương Lâm lại cười khà khà trả lời: tiểu đệ đã có biện pháp rồi, hôm nay chẳng phải hoàng thượng đã xóa bỏ thân phận nhạc tịch cho con gái của phạm quan Cao Đình Hòa mà dám vào nhà họ Dương làm nô lệ hay sao? Tẩu phu nhân bị bệnh triền miên mãi vẫn chưa tìm được lương y, vậy Phương huynh có thể đi tới Dương phủ đáp tạ một phen, sau đó đề cập tới việc trần trị bệnh. Thiết nghĩ không lý nào mà Dương Lăng không đồng ý cả. Như vậy cho dù khi hắn không có ở nhà, chẳng phải là Vương huynh vẫn có thể quang minh chính đại mà vào nhà hay sao? Triệu Ung nghe vậy cả mừng khen rằng: hay, đúng vậy, kế này thật tuyệt. Thuận Khanh cứ theo kế mà làm, đợi khi nắm rõ nội tình trong nhà họ Dương rồi, chúng ta sẽ từ từ mà mưu tính sau. Vương Cảnh Long nghe xong cũng không khỏi động lòng, chẳng biết vì sao trong tâm trí hắn đột nhiên hiện lên hình bóng của hai nữ tử xinh đẹp động lòng người kia. Ánh nắng rọi xuống hoa viên mang đầy vẻ phong nhã theo phong cách Giang Nam của Cao phủ, xinh tươi và rực rỡ, rồi chiếu lên cánh cửa đá đã bị rêu xanh phủ màu xanh biếc. Mỗi khi nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, đám cá vàng cá đỏ đang tung tăng bơi lội trong ao dưới bóng râm của hành lang kiểu khúc đổ xuống, vội lùi trốn vào trong những khóm rong. Vô số những dây hoa tử đằng trên hòn giả sơn rủ xuống, thả lơ lửng trên ao, trông như một tấm rèm tuyệt đẹp kéo dài tới những cây cột trên hành lang quanh co, che khuất ánh mặt trời, chỉ còn lại vô số tia nắng loang lổ xuyên qua những kẽ lá. Cảnh sắc yên tĩnh yêu mỹ như vậy, thế nhưng Dương Lăng lại hoàn toàn không có lòng để thưởng thức. Đêm qua y hộ tống hoàng đế chính thức hồi kinh, buổi sáng phái thân binh theo Lưu Cẩn đến giáo phường Ti truyền thánh dụ, hộ tống tiểu thư nhà họ Cao về, rồi lại phụng mệnh ở lại trong cung. Dương Lăng còn tưởng rằng tiểu hoàng đế lại nghĩ ra trò chơi gì muốn sai y đi làm, không ngờ sau khi bãi triều, hoàng đế chính thức lại muốn y ngày mai tức khắc đi đến Thái Lăng, vì nhiều đại thần trong triều bất mãn với việc y cứ lần nữa ở trong kinh thành không chịu phụng chỉ làm việc, Dương Lăng bắt buộc phải đáp ứng. Thân phận và địa vị hôm nay của y đã khiến cho y thỏa mãn lắm rồi, cũng không mong mỏi thêm được tiếng tăm chi nữa. Y chỉ mong có thể dành nhiều thời gian hơn bầu bạn với ấu nương. Nhưng đã dấn thân vào trong giang hồ, cuộc sống đã không còn do mình định đoạt nữa. Y không phải là công tử vương hầu, sinh ra đã được ngậm thìa vàng bát bạc. Muốn có được cuộc sống không lo không nghĩ thì phải sắm tay làm khi có việc. Có điều để hoàn tất công trình Thái Lăng ít nhất cũng phải 4 tháng, mà hắn còn được bao nhiêu cái 4 tháng để lãng phí đây? Dương Lăng ôm bầu tâm sự, chậm rãi đi về phía trước. Đang cảm thấy khó mà mở miệng nói việc mình sẽ rời nhà với ấu nương, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn khoan thai réo rắt vang lên. Y biết đó là Tuyết Lý Mai đang đánh đàn, dừng cước bộ lại lắng tai nghe một chút, trong lòng lại càng buồn hơn. Dương Lăng không khỏi thở dài rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong hành lang đá thấp thoáng những hàng lá xanh, vừa vào đã có cảm giác u nhã mát mẻ. Dương Lăng vừa rẽ qua một góc, chợt thấy sau khúc quanh lộ ra một mái đình nhỏ hình lá sen được xây chồi trên mặt nước. Mái đình xanh biếc, bốn cột làm bằng gỗ toát lên vẻ cổ kính. Dưới đình ao nước dập dờn, trên đình có một người con gái xinh đẹp đang ngồi dựa vào lan can. Nàng mặc một bộ đồ xanh, hai tay vịn vào lan can, cằm tựa lên tay, mặt soi bóng nước, mái tóc đen huyền như mực, trên trán quấn một tấm băng trắng. Dương Lăng tự nhiên đi chậm lại. Thiếu nữ áo xanh nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn. Dương Lăng thấy hình như mình chưa gặp người thiếu nữ này bao giờ, bất giác liền ngẩn người ra. Thiếu nữ đó vừa quay đầu nhìn thấy y, liền vội vàng đứng dậy bước tới, yêu kiều sụp người vái chào. Văn tâm chờ đại nhân đã lâu, đại ân đại đức của đại nhân, tiểu tỵ suốt cuộc đời này cũng không thể nào báo đáp được.
xin đại nhân nhận một lệ này của tiểu tỳ. Vừa nói, nàng vừa quỳ gối dập đầu lại ba cái. Dương Lăng nghe vậy tức thì tỉnh ngộ, thì ra thiếu nữ này chính là vị nữ thần y mà mình cứu về. Y vội vàng đỡ nhẹ rồi nói: xin tiểu thư hãy đứng lên, đừng xưng hô như vậy. Dương Lăng thật sự rất hổ thẹn vì không thể thuyết phục hoàng thượng miễn xá cho cô, nhưng thân phận nô lệ lúc này chỉ để ngụy trang ứng phó với người ngoài mà thôi. Nữ thần y danh tiếng khắp kinh sư, Dương Lăng tuyệt đối không dám đối đãi như tỷ nữ đâu. Dương Lăng nói xong vừa quan sát nàng. Đêm qua chán nàng chảy máu, mặt đầy những vệt nước mắt, tóc tai bù xù, mặt mày đỏ bừng. Buổi sáng khi thức dậy cũng trông rất khó coi, lúc này trang điểm lên thực sự dễ coi hơn rất nhiều. Ngũ quan của nàng không phải là tuyệt mỹ, không đáng yêu như ấu nương, lại không quyến rũ như Liên Nhi, thế nhưng đoan trang thanh khiết, khắp người từ trong ra ngoài đều khiến cho người ta có một cảm giác không nhiễm bụi trần. Vẻ tao nhã này không phải chỉ dựa vào tướng mạo là có thể có được. Cao Văn Tâm nhẹ nhàng đứng dậy, thấp giọng thưa: Cao gia gặp phải nguy nan, tiểu tỳ nhà tan cửa nát, này đã là người tứ cố vô thân. Đại nhân đã cứu tiểu tỳ, ân đức ấy tựa như núi cao biển rộng, huống chi thánh chỉ dễ sửa như vậy hay sao? Đại nhân có thể làm tới mức này đã là kết cục mà tiểu tỳ mơ cũng không dám mơ tới rồi. Tiểu tỳ cũng không dám có suy nghĩ dại dột gì nữa, chỉ muốn làm một tiểu tỳ trong Dương phủ. Ba chữ Cao Văn Tâm này từ nay không nhắc tới nữa cũng được. Đêm qua lúc Dương Lăng gặp nàng, thiếu nữ này cũng như một nữ tử tầm thường, hốt hoảng, thất thố, kinh hãi, tuyệt vọng. Không ngờ bây giờ vẻ mặt lại trầm tĩnh như nước, lời lẽ tự nhiên phóng khoáng, hoàn toàn khác hẳn với đêm qua. Dương Lăng nghe nàng nói như thế, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ. Trong nhà có một Ngọc Đường Xuân, một Tuyết Lý Mai, với thân phận không rõ ràng đã khó xử lắm rồi, nếu lại thêm một vị nữ thần y nữa vào đây, vậy hậu hoa viên nhà họ Dương thật quá náo nhiệt. Dương Lăng vội đáp: đây chỉ là một thân phận hờ mà thôi, tiểu thư hà tất để ý như vậy. Tôi biết tiểu thư đã hứa gả cho công tử họ Lý bên ngoài ở Lân Thôn, chút nữa tôi sẽ cử người đi tới thông báo với Lý công tử một tiếng, sớm ngày đón cô về thành hôn. Khóe miệng của Cao Văn Tâm lộ ra vẻ như mỉa mai, lại như tự giễu, lạnh nhạt thưa: đại nhân, nhà Lý công tử là dòng dõi Thư Hưng, quan lại thế gia, y lại đường đường là cử nhân, đại nhân cho rằng y sẽ cưới một đứa con gái phạm quan, một nữ nhân đã từng ở giáo phường ti như tôi hay sao? Nói tới đây, ánh mắt vốn bình tĩnh của nàng đột nhiên nhòa đi, đau đớn nhìn Dương Lăng. Dương Lăng chợt nghẹn lại, né tránh ánh mắt của nàng rồi nói: tiểu thư thuộc giới nữ lưu, tay bay vạ gió, trên trời giáng xuống, sao cô có sức kháng cự được đây? Phàm là người có vài phần thiện lương, ai mà nhẫn tâm trách móc nặng nề cô được. Như vậy đi, tôi lập tức soạn một phong thư, sai người đưa tới Lý phủ. Cao Văn Tâm vừa mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì Dương Lăng đã xoay người vội vã đi luôn. Cao Văn Tâm ngơ ngác đứng lặng hồi lâu, rồi mới buồn vã thở dài: thế sự ấm lạnh, tình người như sương khói, Văn Tâm đến nông nỗi này đã khổ lắm rồi. Dương đại nhân, tội gì người lại đa sứ, khiến ta phải xấu hổ thêm như vậy. Dương Lăng không nghĩ tới việc cứu người xong còn phải giải quyết một đống chuyện rắc rối như vậy. Bây giờ nơi y ở chính là nhà của Cao gia. Cho dù Cao Văn Tâm là tiểu thư hay là nha đầu, để ở đây cũng đều không thích hợp cho lắm. Kỳ thực trong lòng y cũng thấp thỏm không yên, không biết vị Lý cử nhân kia có quan tâm tới việc Cao gia gặp nạn, có quan tâm tới Cao tiểu thư từng bị đưa vào giáo phường ti hay không. Bây giờ y cũng đã hết nước, đành liều đường, chỉ hy vọng có thể dựa vào thân phận và sự uy tín của mình viết một phong thư giải thích những gì đã trải qua, để vị cử nhân lão gia đó tin tưởng mà thôi. Dương Lăng trở vào thư phòng, viết gấp một phong thư rồi giao lại cho lão quản gia, bảo lão lập tức tới Lý phủ một chuyến. Lão quản gia cả đời ở nhà họ Cao, tuy rằng hôm nay Cao gia mắc nạn, nhưng lão vẫn còn có rất nhiều cảm tình với chủ cũ. Vừa nghe Dương đại nhân muốn tác hợp cho tiểu thư cùng Lý gia, lập tức cầm lấy phong thư phấn khởi chạy tới thôn Lý gia. Dương Lăng vừa mới sai quản gia đi, Vương Cảnh Long đã đem tứ sắc lễ đăng môn bái phỏng. Dương Lăng thấy lần trước y cố nén giận ôm hận, ra vẻ mềm mỏng xuống nước nhờ vả, tưởng rằng một khi Vương Quỳnh ra tù, vị Vương công tử này cũng sẽ không đến nhà nữa. Không ngờ Vương Thượng Thư vừa mới được phóng thích xong, y đã tới tỏ lời cảm ơn. Vương Cảnh Long có lòng kết giao,
nên không có phát bộ mặt tức giận, nhưng không dám nói ra như lần trước tới nữa. Vẻ mặt và động tác lần này đã tự nhiên hơn nhiều. Dương Lăng cũng không muốn kết thù với Vương Thượng Thư, vốn có môn sinh bạn cũ khắp thiên hạ. Thấy vị Vương Tam công tử thập phần nhiệt tình, y cũng không dám thất lễ, bèn vội dâng trà đãi khách, chuyện trò không vui không nhạt cả buổi. Vương Cảnh Long mới chuyển đề tài, nói rằng muốn đem thê tử đến đây, xin vị nữ thần y nhà họ Dương khám và chữa bệnh cho nàng. Dương Lăng tưởng rằng y vì nguyên do này mới thay đổi thái độ, từ ngạo mạn chuyển sang cung kính, vì vậy thái độ vốn mang theo vài phần đề phòng ban đầu lúc này cũng lập tức được giải trừ. Y tính toán một chút, nếu công tử nhà họ Lý đọc xong thư của mình mà chịu tiếp nhận Cao tiểu thư, thì để việc ấu nương bị bệnh không bị người ta vạch trần, mình vẫn phải thường xuyên mời Cao tiểu thư tới phủ. Ấu nương vốn không có bệnh, việc này chỉ là thuận nước xong thuyền, thế nên y không ngại mà lập tức đồng ý luôn với Vương Cảnh Long. Vương Cảnh Long lại đàm đạo một hồi, thấy hôm nay Dương Lăng tiếp khách, trong phòng chỉ có 4 gã gia nhân hầu hạ, không gọi hai người tỷ nữ xinh đẹp mà lần trước mình gặp ra, biết rằng hôm nay không có duyên gặp được, thế là đành thất vọng cáo từ ra về. Dương Lăng tiễn Vương Cảnh Long xong, trở lại tư phòng ngồi một chút. Khoảng thời gian 2 chén trà sau, lão quản gia đã vội vã chạy về. Dương Lăng trông thấy cả mừng, vội vàng đón lão vào nhà hỏi: "Lão quản gia đã đưa thư rồi sao? Công tử họ Lý nói sao?" Lão quản gia tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, căm phẫn thưa: "Lão gia, tiểu nhân cầm thư của ngươi chạy tới phủ Lý viên ngoại, nào ngờ nhà họ Lý cứ như tránh ngôn thần vậy, đến cả cửa cũng không cho lão nô vào, chỉ bảo lão nô nhét thư qua khe cửa. Lão nô đợi nửa canh giờ, công tử Lý gia mới viết một phong thư lại nhét qua khe cửa chuyển ra, từ đầu đến cuối ngay cả mặt cũng không gặp." Dương Lăng nghe lão quản gia nói xong, lòng không khỏi trầm xuống. Y vội lấy phong thư hồi âm của Lý công tử mở ra đọc kỹ. Phong thư này là một phong thư theo thể văn ngôn điển hình, lời văn cao siêu, nội dung sâu xa, khiến vị tú tài dởm đọc bức thư văn nhã tỉa tót của gã cử nhân thật đó vất vả vô cùng. Dương Lăng xem từng chữ cả một buổi mới đại khái hiểu được nội dung của bức thư. Thư của vị Lý công tử này tuyệt không hề đề cập tới việc nhà họ Cao gặp nạn, cũng không đề cập tới chuyện Cao tiểu thư bị đưa vào giáo phường ti. Trong thư đầu tiên là nói về lễ nghĩa liêm sỉ mà một nữ tử phải tuân thủ, sau đó lại tự hào kể về sự tích làm quan vinh quang chói lọi của nhà họ Lý từ thời Ngũ Đại đến nay. Cuối cùng rất khách khí hỏi một câu rằng: "Đại nhân muốn cử nhân như ta đây làm phu quân của tỷ nữ nhà ngươi hay sao?" Dương Lăng xem xong lập tức nghẹn họng. Trong lúc y đang ngẩn người, Hàn Ấu Nương khấp khởi chạy vào hỏi: "Tướng công, sáng nay thiếp làm canh mơ chua hiện đang ướp lạnh dưới giếng rồi, chàng có muốn uống một chén hay không?" Dương Lăng lau mồ hôi đáp: "Ừ, Ấu Nương à, lấy cho ta chăn nệm chiếu gối, đêm nay tướng công sẽ không về hậu viên nữa mà sẽ ngủ trong thư phòng này." Dương Lăng xem xong thư hồi âm của Lý cử nhân, xấu hổ không biết trả lời với Cao tiểu thư như thế nào. Suy đi tính lại, thấy lúc này mà nói với nàng thì chỉ sợ càng làm cho người ta thương tâm hơn, trước đành gác lại việc này, rồi sau này ập ờ nói gì cho qua là được. Y cũng không tiện đi đến hậu viện, thế là bèn ngủ lại tại thư phòng một đêm. Hôm sau trời vừa sáng là y đã đi Thái Lăng luôn. Cao Văn Tâm lòng như gương sáng, kỳ thực sớm đã đoán biết kết cục như thế rồi. Cha nàng là người bản địa, cũng là thái y trong cung, ở quê nhà có thanh danh cực lớn. Cao Văn Tâm theo cha hiền từ nhỏ, học được một thân y thuật cao siêu. Những lúc Cao thái y làm việc trong cung mà ở nhà có thôn dân gặp phải bệnh khó trị đến gõ cửa cầu khẩn, vì đại tiểu thư này đã không màng tới thân phận mà ra mặt trị liệu cho họ, vì vậy danh tiếng cũng vang xa. Do tiếp xúc với nhiều người nên Cao tiểu thư cũng nghe nói về vị tướng công mà nàng chưa từng gặp mặt. Nàng cũng hiểu Lý phủ là dòng dõi thi lễ gia truyền, mấy đời nho học nên phần nào hiểu rõ tác phong cư xử của vị tướng công này. Nàng bị đày vào giáo phường ti thì dù thân thể có còn trong sạch hay không cũng không quan trọng. Cái quan trọng chính là không ai có thể tuyên bố sự trong sạch của nàng cho thiên hạ biết được. Lý gia là thân sĩ địa phương có thân phận, sao có thể cưới một đứa con dâu về để cho người ta bàn ra tán vào cho được. Huống hồ thân phận của nàng bây giờ còn là nô lệ, Lý gia sẽ không thể vì nàng mà tự hạ thấp địa vị của mình. Việc Dương Lăng e ngại không dám trở lại hậu viện gặp nàng càng làm cho nàng có cảm giác áy náy. Bây giờ Cao Văn Tâm
không dám ôm hy vọng xa vời gì với tương lai của mình nữa. Hàn Ấu Nương tuy chiếu cố nàng rất nhiều, đối đãi với nàng như khách vậy, nhưng Cao Văn Tâm vẫn khăng khăng giữ phận tỷ nữ, thi lễ nô tỳ. Thái Lăng nằm trên ngọn Bút Giá Sơn phía tây bắc Trường Lăng. Lúc Trường Lăng mới tiếp chỉ đã tới đây 2 lần. Lần này trở lại, thấy La Thành với chu vi gần 200 trượng đã lắng thoáng có quy mô. Tuy mấy kiến trúc quy hoạch bên trong lăng viên như hương điện, xương phòng, thần trụ, phụng tự vẫn chưa được kiến tạo, nhưng Kim Tỉnh và Bảo Sơn Thành thì đã được xây lên. Kim Tỉnh là vị trí trung tâm nhất của lăng mộ, cũng là nơi quan trọng nhất của cả Hoàng Lăng. Tuy chỉ là phụ trách việc thi công mấy phòng, sẽ không có gì sai sót, song Dương Lăng vẫn sai nhân mã Tả Tiêu Quân do mình trực tiếp quản hạt, phụ trách xây dựng tẩm cung đế lăng. Phụ trách công trình bên trong Thái Lăng là Phùng Đường, đô ty mới của Đệ Tam Ty. Người này tính tình điềm tĩnh, cũng là người chịu khổ được. Trên núi, cách khu vực bên ngoài lăng viên không xa, một loạt những căn nhà được cất lên. Đây là chỗ làm việc hàng ngày của quan viên các bộ như Khâm Thiên Giám, Bộ Công, Bộ Lễ và Thần Cơ Doanh. Ở trên lăng, ba người Liên Đắc Lộc, Bành Kế Tổ và Phùng Đường nghe nói có tham tướng đại nhân đã tới, bèn tuần tự chạy về bái kiến. Bành Kế Tổ khi về trông thấy Dương Lăng liền cười khà khà nói: "Đại nhân, khoảng tầm tháng nữa ngài quay lại xem thì sẽ xong thôi. Mấy người chúng tôi đang trông chừng đám danh kia làm việc. Xây đắp lăng tầm thế nào thì đã có các nghe môn khác lo rồi, sẽ không có chuyện gì đâu." Dương Lăng đáp: "Thật cực khổ cho các vị tướng quân rồi. Thế nhưng hoàng thượng phái ta làm nhiệm vụ này, quan viên các bộ đều đang coi giữ chân lăng. Nếu ta cứ lần nữa không đến, sẽ khó tránh khỏi bị người ta chỉ trích cho. Kỳ thực bản quan cũng thấy người của chúng ta bỏ rất nhiều công sức, chỉ cần bọn quan binh không lời nhắc là được. Việc kiến trúc lăng tẩm như thế nào, đâu tới lượt mấy binh lính chúng ta can dự vào đấy." Phùng Đường khẽ cau mày, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi. Thế nhưng nghe Dương Lăng đáp vậy, cuối cùng không kìm được bèn thưa: "Đại nhân, mấy ngày trước đây lúc cơm trưa, từng có huynh đệ báo là Kim Tỉnh trong lăng thấm nước. Việc này hạ quan còn chưa bẩm báo cho đại nhân." Liên Đắc Lộc sờ gương mặt rỗ của mình phản bác nói: "Lão Phùng à, người cũng quá cẩn thận rồi. Việc đào lăng mộ sâu như vậy, thấm nước thì có gì là ngạc nhiên. May mà đây là trên núi, bằng không cũng phải đào được vài chục cái giếng rồi ấy chứ." Mấy vị tướng quân này không có nhiều người biết chữ, phong thủy lại càng mù tịt, vốn không ai ý thức được sự nghiêm trọng trong đó. Phùng Đường được đề bạt chưa lâu, bị Liên Đô Tư châm chọc không khỏi đỏ mặt, vội vàng giải thích nói: "Mặt tướng nghe xong cũng tưởng không có gì nghiêm trọng. Thế nhưng kỳ quái chính là người đại nhân của Khâm Thiên Giám và Thị Lang Bộ Lễ nghe tin lại vội vàng dẫn người tới ngay, bộ dạng như gặp đại địch vậy. Mặt tướng thế vậy lấy làm lạ, định theo vào lăng xem một chút xem sao, thế nhưng bị họ ngăn lại. Người đại nhân lấy cớ muốn thăm dò địa lý để đoán cắt hung, đuổi hết 7-8 huynh đệ trấn thủ trong đó ra. Hơn một canh giờ sau mới cho phép chúng tôi trở vào địa cung." Dương Lăng thoáng đổi sắc mặt, nghiêng người chăm chú nhìn gã hỏi: "Nói tiếp đi, sau đó thì thế nào?" Hai người Liên Bành thấy vẻ mặt y hơi nghiêm trọng, cũng không dám nói đùa, chỉ nhìn Phùng Đường. Phùng Đường nói: "Lúc hạ quan trở về thì nhận thấy trên miệng giếng không hề có nước suối tràn ra. Sau đó đấy công công và Lý Thị Lăng của bộ công nghe tin cũng chạy tới đấy. Vừa đúng lúc nghe được một tên thập trưởng nói với người khác về việc phát hiện Kim Tỉnh bị tràn nước ra. Đấy công công giận đến tím mặt, giật lấy rơi ra đánh mắng hắn một trận, rồi không cho bất luận kẻ nào đặt điều kiếm chuyện nữa cả. Mặt tướng thấy bọn họ cẩn thận như vậy nên mới cảm thấy nghi ngờ." Dương Lăng chậm rãi đi lại ở trong phòng vài bước rồi trầm ngâm nói: "Lăng mộ là nơi bài trí và đặt quan tài tiên hoàng. Nếu lăng mộ bị thấm nước đích thực là một chuyện lớn rồi. Thế nhưng khai quật địa cung sâu như vậy vẫn chưa từng thấy có chuyện thấm nước mà. Không phải xung quanh lăng mộ cũng dùng đất sét, bùn đắp và đá xây thành bức tường dày tới 12 mét để chống thấm nước hay sao? Lần trước ta tới còn thấy Lý Thị Lăng tự mình lắp tên bắn lớp bùn nén để kiểm tra xem tường đất có chắc hay không. Có thể thấy được việc thấm nước khi đào lăng mộ là chuyện bình thường. Tại sao khi Kim Tỉnh thấm nước lại khẩn trương như vậy?" Y suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa nắm được mấu chốt, bèn đưa mắt nhìn Dương Nhất Thanh. Dương Nhất Thanh cũng lắc đầu nhẹ nhẹ: "Đại nhân, các vị đại nhân đều là tướng quân lãnh binh chiến trường. Những chuyện xem phong thủy, đất cát này chúng tôi không hiểu đâu. Có điều
Khâm Thiên Giám và Tị Lang đại nhân bộ lễ đó nhất định biết được, sao đại nhân không thử hỏi họ xem? Liên Đắc Lộc cười khẩy: Tiểu Dương à, ngươi không thấy các vị đại nhân đó rất ghét binh lính chúng ta hay sao? Đến cả tham tướng đại nhân mà bọn họ còn không thèm để ý tới kìa. Nếu bọn họ chủ tâm muốn giấu, ngươi hỏi ra được sao? Dương Nhất Thanh mỉm cười, chỉ nhìn sang Dương Lăng. Dương Lăng hiểu ý cười ha ha: Không nói sao? Không nói thì tự ta đi xem vậy. Đi Nhất Thanh, sai người mang theo hương án, bản quan muốn tế địa lăng, sau đó vào trong xem một chút nào. Dương Lăng đến Thái Lăng, long trọng đốt hương kính lăng. Dương cở gióng trống tế bái một phen, sau đó lệnh cho tất cả lính canh trong địa lăng lui ra, rồi mới dẫn ba vị quan đô ti vào lăng mộ thăm dò. Y cố tình làm cho đình đám sớm đã đánh động người của những nha môn khác chạy về bẩm báo với đại nhân của mình. Kim tỉnh của địa cung chính là long huyệt của Hoàng Lăng, do vậy một khi đào xong sẽ không phải ai cũng có thể tùy ý chạm vào. Kim tỉnh kỳ thực chỉ là một cái hố đường kính nửa thước, sâu chừng 1 mét. Ngay khi được đào xong, bên trên liền cất mái tre để chắn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Hơn nữa, phần đất lấy ra khi đào mộ huyệt được gọi là cát thổ, đất lành, phải trình lên cho Hoàng thượng ngự lãm, sau đó bảo quản tại đại sảnh của bộ lễ. Đợi sau này khi an táng Hoàng thượng sẽ được lấp cùng với những kỳ chân dị bảo khác, nhằm cầu mong lăng mộ yên bình, thổ những tốt lành. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Do đó, nơi kim tỉnh này trên lý thuyết thì chỉ có 5 vị đại thần phụng chỉ mới có tư cách vào xem. Dương Lăng dâng hương rửa tay xong, lúc này mới đi tới địa cung. Bên trên địa cung đã được đậy nắp nhưng vẫn chưa đắp đất. Những cột điện và bệ đá to lớn trong lăng mộ đã bố trí xong được 7 phần. Ngay giữa bệ đá, nơi đặt quan tài chính là kim tỉnh, nơi kết nối âm dương, trao đổi linh khí. Dương Lăng đi tới bên cạnh kim tỉnh, đưa tay sờ thành giếng, mặc dù hơi man mát nhưng lại không giống như bị nước thấm, không khỏi giật mình. Phùng Đường vội thưa: Đại nhân, mạt tướng từng hỏi tay thập trưởng đó, nhưng hắn một mực khẳng định đã từng tận mắt nhìn thấy kim tỉnh phun nước ra. Hơn nữa lúc đó mấy huynh đệ trong địa cung cũng đều nói như vậy, chắc không phải đều nhìn nhầm cả đâu. Dương Lăng ngẫm nghĩ một lát, nâng tảng đá chui hơn nửa người vào trong dò xét, lần mò dưới đáy hố một hồi, cảm giác dưới đáy rất là khô ráo. Tuy nhiên, miệng đất hình tròn ở chính giữa kim tỉnh đáng lý phải lồi lên thì lúc này lại có vẻ như bị lõm vào, hơn nữa hơi nhám tay, dường như đã bị thứ gì đó chọc vào. Dương Lăng sờ soạng một hồi rồi đứng dậy soi đèn nhìn. Bụi đất trên tay rất khô ráo nhưng lại có dạng bột vụn, không giống loại đất nện gốc dưới đáy động. Trong lòng y bất giác dấy lên lòng nghi ngờ. Dương Lăng mang trong lòng trăm mối nghi ngờ trở về chỗ ở của mình. Vừa mới ngồi xuống đã thấy Nghê Khiêm và Khâm Thiên Giám và Thị Lang Lý Đạc của bộ lễ vội vàng chạy tới. Vừa vào cửa, Nghê Khiêm đã cười nói với vẻ không được tự nhiên cho lắm: Dương đại nhân vừa mới trở về đã đến địa cung xem xét ngay rồi sao? Dương đại nhân từ trong kinh tới đây, không biết Hoàng thượng có ý chỉ gì về việc kiến tạo đế lăng hay không? Dương Lăng đứng dậy cười nói: Ồ, ra là Nghê đại nhân, Lý đại nhân. Nào, xin mời ngồi. Hoàng thượng hết sức quan tâm tới đế lăng, lo lắng quan binh lười biếng, dây dưa lỡ công việc, do đó sai bản quan trở về lăng, đốc thúc quan binh. Bản quan vừa mới đi tế bái lăng tẩm tiên đế xong, đang định đi gặp các vị đại nhân, không ngờ hai vị đại nhân đã đến trước rồi. Nghê Khiêm đã sai Đế Công Công lôi kéo Thị Lang Lý Kiệt của bộ công tính toán chi phí công trình, cố quấn lấy hắn, còn mình thì vội vàng tới đây, muốn xem Dương Lăng có biết gì về tin tức địa cung thấm nước 2 ngày trước hay không. Nghe thấy thế, vậy thì gượng cười: Công trình tiến triển thông thuận, cũng không có gì không ổn cả, Dương đại nhân không cần phải lo lắng đâu. Dương Lăng cười nhạt: Bản quan chỉ phụ trách an nguy của đế lăng, đốc thúc quan binh thi công theo đúng quy định. Nói thẳng ra thì không có gì phải lo lắng cả, huống hồ một kẻ tay ngang như bản quan đây, cho dù có muốn lo cũng chẳng lo được. Nhưng mà sao bản quan nghe nói 2 ngày trước đây kim tỉnh ở địa cung phun nước vậy? Cả người Nghê Khiêm thoáng run rẩy, lão cười gượng trả lời: Đó chỉ là do một tên thập trưởng trộm uống rượu say nên nhìn nhầm thôi, những quan binh khác cũng chỉ nghe đến rồi đồn bậy, thực không đáng tin đâu. Vậy sao? Dương Lăng nhìn chằm chằm vào lão: Bản quan nghe nói mấy vị đại nhân đã xem xét rồi, vốn cũng không tin những lời của hắn ta,
nhưng bản quan vừa mới tự mình đi xem, ở đáy giếng quả nhiên rất là ẩm thấp, bùn lầy, giống như là có nước thấm ra vậy. Thị lang bộ lễ Lý Đạc vừa nghe xong, sắc mặt liền tái nhợt, thầm nghĩ trong lòng: suối nước đó đã được những thanh gỗ bịt lại rồi, lại dùng tới 3 lớp đất nén, nén lại rất chắc chắn mà, sao lại rỉ nước ra được? Mình phải tìm cơ hội bế kín lại mới được. Nhưng Dương Lăng vừa là một trong 5 đại thần có tên trong thánh chỉ, vừa là người tâm phúc trước mặt hoàng thượng, mình tuy có chức quan cao hơn y, sợ cũng không đuổi y được. Có y ở đây, mình làm sao động tay động chân được đây? Nghe Khiêm cũng sợ hãi, vội vàng nói: ở dưới lòng đất âm u ẩm ướt, bùn lầy cũng là việc bình thường. Chúng tôi thật sự đã xem kỹ rồi, quả thực chưa từng thấy chảy nước ra mà. Nói tới đây, lão không nén được sợ hãi, giọng bắt đầu run rẩy. Dương Lăng cười lớn: không có chuyện gì thì tốt rồi, có điều đã có lời đồn, việc này không thể qua loa cho được. Bản quan phải đem việc này bẩm báo với hoàng thượng. Xin hoàng thượng phái cao nhân tinh thông phong thủy, địa lý trở lại để xem rõ ngọn ngành, để cho bọn họ thấy là không sao. Mai sau nếu có việc gì thì cũng không can hệ gì tới chúng ta cả. Hai người Nghe Khiêm nghe xong liền đồng thanh thốt lên: vạn lần không thế, vạn lần không thế. Nghe Khiêm bước lên giữ chặt tay Dương Lăng, lo sợ nói: Sở Lăng là đại sứ, sao có thể chỉ vì nghe tin đồn võ đoán mà kinh động tới thiên tử được, xin Dương đại nhân đừng lỗ mãng như vậy. Dương Lăng thấy vẻ mặt kinh hoàng của bọn họ thì trong lòng đã chắc mẩm tới 8-9 phần, y không khỏi cười lạnh một tiếng: nhị vị đại nhân, chuyện Kim Tỉnh chảy nước Dương mỗ ta đã tra rõ ràng rồi, nhân chứng vật chứng đều ở trong tay tại hạ, nhị vị còn muốn giấu tại hạ tới bao giờ nữa đây? Hai người Nghe Khiêm liền giật nảy mình, trên trán Lý Đạc mồ hôi chảy xuống ròng ròng, sắc mặt vàng ịch, nhìn cực kỳ khó coi. Khâm Thiên Giám Nghe Khiêm hai đầu gối rung lên bần bật, run rẩy hồi lâu rồi đột nhiên quỳ sụp xuống đất, hoảng sợ nói: Dương đại nhân, chúng tôi không còn cách nào khác cả, mới phải làm cái hạ sách này, xin Dương đại nhân hãy cứu chúng tôi. Dương Lăng đưa mắt ra hiệu với Dương Nhất Thanh. Dương Nhất Thanh hiểu ý, lui ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Dương Lăng lúc này mới bước lên, đỡ Nghe Khiêm dậy, nguôi giận, mỉm cười nói: đại nhân, đại nhân hạ thấp phải làm như vậy, có điều tình hình cụ thể bên trong như thế nào, vẫn mong đại nhân nói rõ ngọn ngành cho tại hạ nghe. Dương mỗ phải nghe hết rõ ràng, mới nắm rõ thì mới có thể quyết định làm gì được. Lại nói lúc bấy giờ, Vương Cảnh Long ngồi trong thư phòng của Dương Lăng, tay cầm chén trà, trông như lão tăng nhập định vậy. Nơi này vốn là thư phòng của thái y Cao Đình Hòa, trên tường không tranh không chữ, nơi giá sách chỉ có mấy quyển sách thuốc, căn bản không có thứ gì để tiêu khiển. 7 ngày nay hắn đã tới Dương phủ 4 lần, ngoại trừ lần đầu tiên Dương phu nhân nhờ thị nữ đỡ thân thể ốm yếu của mình ra gặp mặt và thi tử trưng thị một lần, bắt chuyện vài câu rồi quay vào nhà trong. Những lần sau đến nhà đều là do lão quản gia đang đứng chầu trực ở cửa kia mang theo hai gia nhân tới hầu hạ hắn. Ban đầu Vương Cảnh Long cũng còn khách khí bắt chuyện với lão, nói bóng nói gió, hỏng nghe ngóng tình hình về Dương Lăng. Đáng tiếc những gì mà vị lão quản gia này biết về Dương đại nhân chẳng nhiều hơn hắn là bao, do đó hắn cũng chẳng moi được gì từ miệng của lão bộc này. Vị lão quản gia này hỏi một câu thì đáp một câu, không hỏi thì chỉ đứng yên đó, cả ngày cũng không nói một tiếng. Có khi Vương Cảnh Long ngồi đó chán quá, muốn đi lại trong phòng một chút, lão quản gia cũng bắt chước đi theo nửa bước không rời, khiến cho hắn hết đường xoay sở, căn bản không tìm thấy cơ hội xuống tay để gieo tăng chứng. Có điều phu nhân Trương Thị của hắn vì nhiễm phải bệnh bạch đới nên ốm yếu, quanh năm nằm liệt trên giường, bệnh này lại không tiện mời Lăng Trung tới khám chữa, cho nên càng ngày càng nặng. Từ lúc hắn tới Dương phủ mời Cao tiểu thư chẩn đoán bệnh và trị bệnh, không ngờ lại có hiệu quả, đây cũng xem như là mất cái này được cái kia. Vương Cảnh Long bèn dùng kế không thành, tạm thời đưa thê tử tới chữa bệnh luôn. Chỉ là hắn mỗi ngày tới đây đều ngồi như ngồi thiền, thật sự rất nhàm chán. Hai người tỷ nữ xinh đẹp tuyệt sắc khiến cho người ta động tâm nọ lại chẳng hề xuất hiện cho hắn gặp một lần. Hắn vẫn cho là hai nữ tử đó là tỷ nữ trong Dương phủ, thường ngày lo liệu những việc lặt vặt trong nhà, hắn ngồi đây thế nào cũng sẽ có cơ hội gặp mặt, không ngờ đến mấy lần mà vẫn không gặp được người. Vương Tam công tử tựa như bị bệnh tương tư, càng thêm nhớ nhung khuôn mặt tuyệt đẹp và tư thái phong lưu của hai vị mỹ tỷ ấy.
cho nên người thì ở thư phòng mà trái tim đã bay tới tận hậu hoa viên của nhà người ta rồi. Vương Cảnh Long đặt chén trà xuống, xem canh giờ, thấy chắc chắn phu nhân đã châm cứu xong rồi, không khỏi thầm thở dài. Đang lúc thất vọng, đột nhiên có một loạt những tiếng bước chân vang lên, sau đó lão quản gia đang đứng ngoài cửa chợt cung kính thưa: "Hai vị cô nương sao lại tới tiền viện vậy?" Chỉ nghe một giọng nữ trong trẻo êm tai cất tiếng: "Văn Tâm tỷ tỷ, hôm nay cần dùng hoa mai châm, châm này đang để trong thư phòng, còn tới lấy cho tỷ ấy." Theo tiếng nói, hai thiếu nữ mặc đồ xanh, khuôn mặt trắng nõn, thanh tú thoát trần, nhanh nhẹn xuất hiện ở trước cửa thư phòng. Vương Cảnh Long vừa thấy hai người thiếu nữ xinh đẹp đó chính là đôi gia nhân mà hắn ngày đêm mong nhớ, không khỏi ngạc nhiên đứng dậy, mừng rỡ nói: "Ồ, thì ra là hai vị cô nương." Từ khi tiểu thư nhà họ Cao trở về, trong nhà từ trên xuống dưới không ai xem nàng là nô lệ cả. Nhưng vị Cao tiểu thư này thủy chung vẫn dùng lễ nữ tỳ để mà đối đãi với ấu nương. Hai người Ngọc Đường Xuân vốn rất thông minh, lập tức cũng học theo cách. Chỉ là kiểu trang phục màu xanh với khuôn mặt không trang điểm này càng làm cho vẻ mỹ lệ của thiếu nữ đôi tám thêm bắt mắt, khiến cho Vương Cảnh Long nhất thời nhìn mà không thể rời ánh mắt đi được. Ngọc Đường Xuân vốn cảm thấy vị vương công tử này là người tô vàng nạm ngọc, chỉ có mẽ ngoài. Nhưng nhiều ngày qua thấy hắn tự mình đi cùng với vợ đến cầu thầy trị bệnh, cảm thấy gã thư sinh này mặc dù tính tình hào nhoáng không thật nhưng cũng rất chân tình với phu nhân, nên cái nhìn về hắn không khỏi có sự thay đổi lớn. Nàng nhớ lần trước mình dùng thân phận tỳ nữ gặp vương công tử, lúc này thấy Vương Cảnh Long đứng dậy chào, vội nghiêng người thi lễ, cười tươi thưa: "Vương công tử, tiểu tỳ là thân phận nô bộc, không nhận được lễ của quý nhân như công tử đâu. Hôm nay Văn Tâm tỷ tỷ muốn dùng châm mai hoa châm cứu cho tôn phu nhân thêm một lần, tiểu tỳ lấy châm xong là đi ngay, xin công tử đợi cho chút." Dung mạo của Ngọc Đường Xuân còn đẹp hơn cả Tuyết Lý Mai ba phần, áo xanh da trắng tô lên vẻ đẹp như ngọc, nụ cười rực rỡ như hoa xuân, khiến Vương Cảnh Long trông thấy mà dạo rực trong lòng. Bất giác hắn vừa đi theo nàng đến bên cạnh giá sách, vừa ghé sát người nói: "Được được, làm phiền cô nương, đa tạ cô nương. Cô nương lan tâm huệ chất, khí chất cao nhã, vương mẫu nào dám đối đãi như tỷ nữ được, một lễ đó là điều nên làm." Ngọc Đường Xuân đi đến trước quầy sách, nhón chân lấy hộp châm đặt ở trên cao, nghe thấy Vương Cảnh Long khen nàng không giống với tỷ nữ, trong lòng vui mừng không khỏi mỉm cười: "Vương công tử nhân phẩm xuất chúng, tài hoa hơn người, là đại tài tử nổi danh khắp kinh sư. Tiểu tỷ thường nghe đại nhân nhắc tới công tử, có thể được công tử khích lệ, tiểu tỷ rất lấy làm vinh hạnh." Tuyết Lý Mai đứng sau lưng hai người, nghe hai người tâng bốc nhau, không khỏi làm mặt quỷ với Ngọc Đường Xuân, rồi làm ra vẻ muốn nôn ọe. Ngọc Đường Xuân thấy động tác của Tuyết Lý Mai, không nhịn được bèn bật cười phì một tiếng, rồi lập tức biết mình thất lễ, không khỏi đỏ mặt, vội vàng vái hắn một cái: "Công tử ngồi chơi, tiểu tỷ đi đây." Vương Cảnh Long nhìn thấy Ngọc Đường Xuân cười với hắn rồi đỏ mặt, sau đó liền như một đám mây trắng bồng bềnh lướt đi. Hắn tưởng rằng thiếu nữ này đã bị vẻ phong lưu phóng khoáng của mình hấp dẫn, bất giác trong lòng rung động, si ngốc nhìn theo hai người biến mất khỏi cửa một hồi lâu, dường như mùi thơm khi nàng lướt qua vẫn còn vương nơi chóp mũi. Tuyết Lý Mai dắt tay Ngọc Đường Xuân chạy đến hành lang hậu viện mới dừng bước lại, rồi cười khanh khách: "Gớm muốn chết luôn, lâu rồi không thấy tỷ sử dụng thủ đoạn lừa ngươi. Nhìn bộ dáng Vương công tử thần hồn điên đảo, sao không thấy tỷ khen lão gia như vậy?" Ngọc Đường Xuân cười khúc khích rồi lườm nàng: "Lão gia chúng ta mà còn cần được khen hay sao? Nếu có thể khen được y cũng tỷ mong mà không được đây này. Đại nhân làm quan trong triều, thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn là thêm một đối thủ mà. Nhà Vương thượng thư lại rất có thế lực, làm vậy không phải vì lão gia nhà chúng ta đó sao?" Tuyết Lý Mai cười nói: "Thật không biết xấu hổ mà, lão gia bây giờ không cần tỷ thương đâu. Có phải là muốn để cho lão gia ở trên lăng về đét yêu tỷ thêm một cái nữa không đấy?" Đoạn nàng nhân lúc Tô Tam không kịp đề phòng, đột nhiên đét vào mông nàng một cái, rồi cười khanh khách chạy đi. Lại nói, trước tiên Dương Lăng đi dạo lăng mộ một vòng, cố ý đánh động bọn họ, quả nhiên đã lôi kéo được hai vị đại nhân trong lòng có quỷ tới. Lúc này, y lại dùng lời lừa gạt: "Giám phó Khâm Thiên Giám là Nghê Khiêm, Tả Thị Lang bộ lễ là Lý Đạc." Lập tức mặt xanh như tàu lá chuối, quỳ xuống đất liên tục xin tha. Dương Lăng nghe hai người kể sự thật về việc Kim Tỉnh trào nước, rồi giải thích rằng theo phong thủy đấy là điểm không lành,
thì trong lòng âm thầm kinh hãi. Y tuy không tin phong thủy nhưng lại biết rất rõ trong lòng những người tin phong thủy điều này quan yếu đến giường nào. Nhớ hồi nhỏ dọn đến nhà mới, việc đầu tiên mà bà nội của y làm là đem một chiếc gương nhỏ ở phía sau cửa sổ treo. Nó là để xua đuổi tà ma, tà khí ra khỏi phòng. Kết quả là một ông già ở lầu sau thấy vậy rất là khó chịu, cho rằng bà y xua đuổi tà khí qua nhà lão. Bà y và ông già đó cãi nhau ầm ĩ mấy lần. Hai ông bà già bèn đua nhau treo đủ các loại gương lên cửa sổ. Đại khái về sau trên cửa sổ hai nhà đều chi chít những chiếc gương nhỏ. Cũng chẳng biết nhà ai nhiều hơn ai, bởi vì chuyện này hết sức buồn cười nên Dương Lăng vẫn nhớ kỹ đến tận bây giờ. Người hiện đại còn mê tín như thế, huống chi là người xưa đây. Đế Lăng lại là nơi chôn cất tiên đế, tiên hoàng. Nếu chính đức biết việc này, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là tội bị mắng mỏ, trách quở bình thường, mà là tội chém đầu chứ chẳng chơi. Nghĩ tới điểm này, Dương Lăng lập tức biến sắc, vung tay nói lớn: "Nhị vị đại nhân, chuyện lớn như vậy mà hai vị cũng dám lừa dối hoàng thượng hay sao? Chẳng lẽ các vị không sợ bị diệt tộc tịch biên hay sao? Thứ lỗi, Dương mỗ phải lập tức trở lại kinh thành bẩm rõ việc này cho hoàng thượng. Xin hoàng thượng hạ chỉ rời Lăng." Nghe Khiêm và Lý Đạp vừa nghe vậy thì hồn phi phách tán. Bọn họ vì nhất thời tham lam mà che giấu việc này, kỳ thực sau khi suy tính thiệt hơn cũng đã hối hận trong lòng. Nhưng việc này đã khiến cho thị lang Lý Kiệt của bộ công hoài nghi. Dù bây giờ họ có thú nhận sự thật, chưa chắc tên Lý Thị Lang muốn lập được công lớn đó sẽ chịu bỏ qua. Nếu lúc đó hắn vẫn dâng sớ tố cáo bọn họ, lại thêm đám ngự sử nói ra nói vào, e rằng cho dù mấy người bọn họ chỉ mong bị phạt cách chức bãi quan cũng sẽ không được. Hai người nghĩ tới hậu quả tịch biên diệt tộc khủng khiếp đấy, không khỏi liên tục dập đầu. Chỉ trong khoảnh khắc chán đã chảy máu ròng ròng. Tuy Dương Lăng không đành lòng nhìn, thế nhưng cho dù hoàng đế chính đức có yêu mến và tin tưởng y như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình khi nghe nói bọn họ đã lừa gạt việc Đế Lăng như vậy. Y dằn lòng quyết không để ý tới hai người đang khổ sở cầu khẩn mà nhấc chân định đi ra ngoài. Lý Đạt thấy Dương Lăng không động lòng, lập tức quỳ lết lên vài bước, ôm lấy đùi y gào khóc nức nở: "Dương đại nhân đừng đi, Dương đại nhân à, xin dừng bước lại. Bọn tôi nhất thời vì lòng tham mà phạm vào lỗi lớn như vậy, dù có chém đầu tịch biên cũng không đáng tiếc gì. Nhưng việc này không phải là việc tốt đối với dân chúng đâu, đại nhân." "Dương đại nhân, thu nhập hàng năm của đại minh ta chỉ có 400 vạn lượng. Ngân lượng bỏ vào xây Thái Lăng từ đầu tới giờ cũng phải tới 230 vạn lượng rồi. Mà để hoàn tất toàn bộ công trình, ít nhất phải hao tốn 380 vạn lượng. Cho dù khi chúng tôi phát hiện ra kim tính bị rỉ nước, liền lập tức báo cho hoàng thượng để rời Thiên Lăng, thì số bạc đã bỏ ra này cũng không thể thu lại được nữa rồi. Đó chính là 230 phần lương thực trong cả một năm của dân chúng cả nước đấy. Đại nhân à, lúc này đây Hà Nam Hà Bắc đang gặp lũ lụt liên miên, Cam Túc Thiểm Tây đã chịu phải liên tiếp 3 năm hạn hán nặng rồi. Nếu hoàng thượng rời Lăng không có bạc dùng, tất phải tăng thuế khóa thật nặng lên. Đến lúc đó chẳng phải ngàn vạn dân chúng đã khổ càng thêm khổ hay sao? Đại nhân à, ngài đã từng thấy cha ruột đem đổi con mình với hàng xóm để người ta làm thịt con thơ của mình ăn cho đỡ đói bao giờ chưa? Ngài đã từng gặp cảnh bà lão tuổi bắt tuần một ngày ba bữa chỉ có đất sét trắng để ăn, ăn đến nỗi bụng trưng lên như cái trống rồi chết bao giờ chưa? Dương đại nhân, thánh nhân có nói quân vi khinh, xã tắc vi trọng. Cho dù đại nhân không để ý tới việc sống chết của hai người chúng tôi, chẳng lẽ ngài lại nhẫn tâm nhìn ngàn vạn oan hồn chết trong tay mình hay sao? Đại nhân vì tiền đồ bản thân mà bỏ mặc lê dân bá tánh trong thiên hạ hay sao? Dương Lăng nghe xong những lời này thì ngẩn người, bất giác dừng chân. Vừa rồi Khâm Thiên Giám Nghe Khiêm dập đầu khẩn cầu, dùng mọi lời lẽ để năn nỉ, thiếu điều đem dâng cả hai mỹ thiếp mà lão vừa nạp cho Dương Lăng. Vậy mà Dương Lăng vẫn không mảy may động lòng. Lúc này thấy những lời của Lý Đạc dường như đã làm cho Dương Lăng chuyển ý, lão không khỏi mừng rỡ, bèn cũng vội vàng quỳ lết tới ôm lấy chân còn lại của Dương Lăng. "Dương đại nhân, xây dựng địa lăng phải đào rất là sâu, rỉ nước là chuyện bình thường. Nếu đổi đến một nơi khác mà vẫn bị thấm nước thì sẽ làm sao? Đến lúc đó dân chúng không khắp nổi thuế nắng, nhất định sẽ rất khổ cực. Đến lúc đó e rằng chỉ vì cái tòa cung điện dưới lòng đất này mà sẽ làm lung lay cả tòa Kim Loan Điện mất thôi." "Dương đại nhân à, thật ra từ xưa
việc đế lăng bị tươm nước cũng từng xảy ra đến 7-8 phần 10 rồi. Nếu như nghe mỗ không biết chuyện này thì làm sao lại biết cách dùng cây gỗ dầm đất để biệt nước đây? Nơi bị thấm nước bị biệt lại thì sẽ không đáng ngại nữa đâu, chỉ đợi linh cữu tiên đế hạ táng thôi. Lăng mộ được đóng kín lại rồi thì sẽ không còn nguy hại gì nữa cả. Vẫn mong đại nhân khai ân cứu lấy chúng tôi. Việc này đối với hai người chúng tôi là ân huệ, mà đối với dân chúng thiên hạ lại là việc thiện. Chẳng những chúng tôi cảm kích rơi nước mắt ra, mà dân chúng trong thiên hạ cũng sẽ đội ơn đại nhân suốt đời. Sau khi vào kinh, Dương Lăng cũng đang nghe nói đến thu nhập hàng năm của vương triều Đại Minh. Vừa nghe nói đế lăng hao tốn tiền thuế của cả nước trong vòng một năm, y không khỏi do dự. Nhớ lúc còn làm sư gia ở Kê Minh, y cũng nghe nói rất nhiều người dân có gia cảnh bần cùng khốn khổ, nợ thuế nhiều năm. Nơi đó tuy chiến loạn liên miên nhưng ít thiên tai hơn, nên cũng không phải là địa phương nghèo khổ nhất. Còn những nơi mà Lý Đạc vừa nêu còn khổ hơn cả Kê Minh, mình thật sự sẽ vì xây dựng một phần mộ cho người đã chết đi mà đẩy ngàn vạn người dân vào nơi dầu sôi lửa bỏng hay sao? Nhất thời Dương Lăng không biết phải làm thế nào cho phải, y ngẩng đầu nhìn trời thầm suy tính. Hoàng đế Hoàng Chí, ông là một vị vua tốt yêu dân như con. Ở trên trời có linh thiêng, ông mong người ta sẽ xây cho mình một ngôi mộ nguy nga tráng lệ, phong thủy tốt lành, hay mong ngàn vạn dân chúng có thể được giảm chút thuế khóa, hà khắc để sống qua ngày đấy. Dương Lăng trầm tư thật lâu, lòng như nghe thấy được những tiếng kêu than dậy khắp đất trời của người dân. Dân chúng đang cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Nếu đem việc này bẩm báo với Hoàng thượng, không cần nghi ngờ gì nữa, chắc chắn mấy vị đại thần này đều sẽ bị chém đầu, còn y nhất định sẽ lập được công to, thăng quan tiến chức. Nhưng đến khi triều đình tăng thuế khóa, dân chúng trong thiên hạ sẽ phản ứng ra sao đây? Hơn một năm nữa là mình sẽ nhắm mắt xuôi tay rồi, há chẳng phải ấu nương ở lại trên đời này sẽ phải thay mình nhận những lời thóa mạ của dân chúng ư? Dương Lăng cắn răng xoay người, chằm chằm nhìn Nghê Khiêm gạn hỏi. Nghê đại nhân, lúc tại hạ xuống xem kim tính, dùng ngón tay có thể giờ thấy ván gỗ. Nếu dùng đèn soi sẽ lập tức phát hiện được ngay. Để bịt kín kim tính, không cho thấm nước ra, cũng chỉ có cách dùng cọc gỗ chát vôi vữa này thôi sao? Nghê Khiêm và Lý Đạc nghe ngữ khí của Dương Lăng mềm mỏng thì không khỏi mừng rỡ như điên. Nghê Khiêm ngẫm nghĩ cẩn thận một lát rồi mới đáp. Đương nhiên cách không chỉ có một, nhưng đó là cách nhanh nhất rồi. Ngày ấy hạ quan sợ người ta biết được, cuống quá nên mới tòng quyền mà dùng đến cách này. Ý của đại nhân là... Dương Lăng lắc đầu nói. Chính giữa chèn bằng cọc gỗ, lâu ngày cũng sẽ bị mục nát ra, nước ngấm vẫn trào ra. Đến lúc đó cho dù có giấu được hoàng thượng thì tệ hạ cũng không yên tâm. Đại nhân có cách gì có thể làm như tự nhiên, để người ta nhìn không thấy sơ hở, đồng thời cũng có thể hoàn toàn bịt kín những chỗ thấm nước đó hay không? Nghê Khiêm mừng rỡ ra mặt cảm kích nói. Đa tạ đại nhân đã cứu mạng, chỉ cần đại nhân tương trợ tại hạ vẫn còn vài cách ổn thỏa. Chỉ cần nhét thêm đá vụn vào chỗ bị rò rỉ, dùng đất đầm kỹ lại, rồi lấy đất sét trộn với nước gạo theo một tỷ lệ nhất định đổ vào thì sẽ bảo đảm không phải lo nữa rồi. Hơn nữa trông rất tự nhiên, trừ phi cố tình đào ra khám đất thôi, nếu không cho dù là thần tiên cũng nhìn không ra sơ hở gì. Chỉ có điều cách này hơi tốn thời gian. Dương Lăng gật đầu nói. Được, vì dân chúng trong thiên hạ, tại hạ tin rằng hoàng đế dưới suối vàng có linh thiêng cũng sẽ tán thành tại hạ làm như vậy thôi. Hôm nay tại hạ sẽ tìm cớ điều quan binh thủ vệ ở tà điện Kim Tỉnh rời đi, để đại nhân tự mình động thủ rút mấy cọc gỗ ra rồi bịt kín lại. Thời gian 3 ngày có đủ không? Nghê Khiêm mừng quính luôn miệng đáp. Đủ, đủ, thời gian như vậy là đủ rồi. Tại hạ chỉ cần 2 ngày là có thể làm kín như bưng được ngay rồi. Bây giờ đã qua 8 ngày, Dương Lăng đang lặng lẽ đi tuần bên trong tòa cung điện ngầm đồ sộ không gì so sánh nổi này. Đưa mắt nhìn qua đã thoáng thấy đại khái hình dạng kiến trúc bên trong của địa cung. Cả tòa địa cung đồ sộ, không dùng cột trụ để chống đỡ, chỉ toàn dùng vòm cung. 5 cung điện hoa mỹ chưa làm tiền, trung, hậu, tả, hữu đều chỉ dùng đá dòng mà xây nên, trông rất nguy nga trắng lệ. Công trình khổng lồ như vậy, cho dù đặt vào thời hiện đại cũng hao tốn rất nhiều tài lực, huống hồ thời đó năng lực sản xuất rất thấp. Chỉ riêng việc vào đá, mài bóng rồi vận chuyển những khối đá lớn vuông vức từ xa xôi ngàn dặm đến đây, phí tổn của nó
cũng đã làm cho người ta nghẹn họng chân chối. Xem ra quyết định của mình rất chính xác. Thay vì lãng phí mấy trăm vạn lượng bạc vào đây, chi bằng làm chút gì đó tốt đẹp cho dân chúng. Dương Lăng dừng ở lại Tả Điện. Nền cung điện nơi đây được tạo nên bởi một quy trình công nghệ cực kỳ phức tạp. Thợ thủ công bình thường khó có thể chế những thứ gạch lát như vậy được. Từng khối đá gạch lát vuông vức như những tấm gương phẳng lì. Phía cuối nền đá, rộng rãi vuông vức là một chiếc hòm đá nạm cẩm thạch ở chung quanh. Ở giữa chính là kim tỉnh. Nhìn kim tỉnh, Dương Lăng không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nghê Khiêm quả là người khéo tay. Lúc lão vừa bịt kín xong, Dương Lăng đã kiểm tra ngay. Sau khi rút những cây cọc gỗ dùng để bít chỗ rò rỉ ở dưới hố ra, dùng đất đá trộn với nước gạo lấp lại, thì bên trong không còn gì nước ra nữa. Bây giờ trừ phi đào đất ra xét nghiệm, bằng không chỉ dựa vào hai tay sờ thì không thể nhận thấy bất cứ chút sơ hở nào. Vị thiên lang bộ công Lý Kiệt thường xuyên lấy cớ kiểm tra công trình muốn vào địa cung, song luôn bị nhóm Nghê Khiêm lấy cớ cản trở, hoặc đi cùng hắn vào lăng khiến cho hắn khó có thể kiểm tra kỹ lưỡng được. Nhưng nếu cứ che giấu như vậy thì có tránh việc khiến người ta nảy tâm nghi ngờ. Do đó, sau khi Nghê Khiêm bịt kín kim tỉnh xong, Dương Lăng liền cố ý để cho hắn vào lăng mộ một mình. Dương Lăng âm thầm quan sát, thấy hắn quả nhiên không nhìn ra sơ hở gì. Mấy ngày nay, số lần đến lăng cũng thưa thớt dần. Lúc này, y mới dần bớt hồi hộp và bất an. Đi vòng quanh lăng một hồi, y đang định xoay người đi ra thì đột nhiên Dương Nhất Thanh vội vã đi vào, thần sắc vô cùng lo lắng báo với y: "Đại nhân, trong thần cơ doanh có người mất tích rồi." Dương Lăng giật mình hỏi ngay: "Mất tích sao? Có phải là mấy tên lính địa phương không tuân quân kỷ lén trốn xuống núi không? Ở đây thì sao có thể mất tích được đây?" Dương Nhất Thanh lắc đầu nói: "Bốn bề nơi đây không có một bóng người, binh lính chẳng lẽ xuống núi làm gì đâu. Hơn nữa, người mất tích này chính là tên Thập Trưởng Lục Ân, mà mấy ngày trước nói đã nhìn thấy kim tính dì nước ra kìa." Dương Lăng nghe mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, y vội vàng hạ lệnh: "Mau, lập tức phái người đi tìm, bằng mọi giá phải tìm được hắn ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Dương Nhất Thanh gật đầu đáp: "Dạ, thì trước đã sai người đi tìm rồi. Đã hỏi rất nhiều người, song sĩ tốt trong quân đã nửa ngày không thấy hắn ta. Mà vừa khéo chính là sáng sớm ngày hôm nay, Lý đại nhân của bộ công đột nhiên hồi kinh. Tỳ chức đã quan sát dấu chân kiệu phụ của Lý đại nhân rồi, cố kiệu đó xem ra khá nặng." Dương Lăng nghe mà hối hận không thôi. Lý Kiệt mỗi ngày đều lén lén lút lút muốn vào lăng kiểm tra, để cho mình chỉ mãi chú ý đến kim tỉnh này, mà quên bén mất ngoại trừ vật chứng ra còn có nhân chứng nữa. Y vội vàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Lập tức điều hết 7 tên lính trong lăng đã trông thấy việc này ra ngoài, nhập lẫn vào đám quân ở trước lăng, đồng thời mật báo cho quan viên sở ti giám sát chặt chẽ, nhất định không thể để mất bất cứ một người nào nữa. Còn về phần tên thập trường đó..." Dương Nhất Thanh ngắt lời: "Đại nhân, tỳ chức đã cho người hồi kinh nhờ huynh đệ của trấn phủ ti bí mật lo xếp việc này rồi." Đoạn y bước lên trước một bước nhỏ giọng: "Đại nhân, 7 người đó là 7 chứng cứ sống bỏ không được mà giấu không xong. Đại nhân thấy có cần..." Dương Nhất Thanh vừa nói vừa chém mạnh tay phải xuống, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng: "Trong lăng chỉ có người của chúng ta, đại nhân cứ yên tâm, cam đoan sẽ giải quyết sạch sẽ thôi." Dương Lăng nghe thế chấn kinh, giật mình nhìn Dương Nhất Thanh. Dương Nhất Thanh cười nhạt nói: "Đại nhân, rắn độc cắn tay, tráng sĩ chặt bó, vô luận là dùng công danh lợi lộc dụ dỗ hay dùng cực hình tra khảo, thì đối với mấy tên tiểu tốt đó đều là những thứ bọn chúng không vượt qua được. Đại nhân không thể có lòng dạ đàn bà được đâu." Dương Lăng thấy gã nói rất đúng, nhưng y thật sự khó mà thích ứng được với cái luận điệu của chính khách máu lạnh này, nên nhất thời lòng dạ rối bời, cũng không biết nên làm sao mới phải. Do dự một hồi, thiện ác trong lòng tranh đấu thật lâu, cuối cùng y quyết định dẹp bỏ ý định giết người. Chán nản thở dài, y cười khổ vỗ vai Dương Nhất Thanh rồi nói: "Nhất Thanh, huynh cũng là bộ hạ của ta. Nếu có một ngày huynh uy hiếp tới an nguy của ta phải đối xử với huynh như thế nào đây? Thôi đi, nói mà không có chứng cứ, cho dù bọn họ có nói hay tới đâu cũng chưa hẳn đã có thể chứng minh được điều gì cả. Huống hồ đã có một tên Lục Ân biến mất rồi, việc này không che giấu được đâu. Thôi, đừng nhắc tới nữa."
Dương Nhất Thanh nhìn bóng lưng của Dương Lăng rời khỏi, khẽ thở dài một tiếng. Vị đại nhân này cái gì cũng tốt, đáng tiếc làm việc lại không đủ quyết đoán. Thường có câu vô độc bất trượng phu, bớt đi một nhân chứng là bớt đi một phần nguy hiểm. Việc đã tới nước này phải quyết định thật nhanh. Dương Nhất Thanh sờ cằm, bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Gã không phải là cẩm y vệ thế tập, lại không có vận khí như Dương Lăng, nên vốn rất khó thăng tiến. Nhưng gã đang là tùy tùng của Dương Lăng. Mắt thấy y nhỏ tuổi mà tiền đồ đã như gấm, tiền đồ của y chính là tiền đồ của gã. Quan hệ thiệt hơn giữa hai người luôn ràng buộc với nhau, gã sao có thể không suy nghĩ cho Dương Lăng được. Huống hồ Dương Lăng là một vị thượng cấp hiếm có, vừa không chuyên quyền lại xử sự hòa nhã. Những việc như chỉnh công văn nam chấn phủ ti lên kinh sư, nếu có thể tùy nghi hành sự, Dương Lăng đều yên tâm giao cho gã làm. Hơn nữa, phần lớn những vị quan to ở cẩm y vệ đều dựa vào hai bàn tay đầy máu mà thăng tiến, cả ngày chỉ vắt óc nghĩ tới việc hại người gạt của. Quả thực có thể nói thượng cấp như Dương Lăng là của hiếm trong cẩm y vệ. Nếu y bị trị tội, mình đi đâu để kiếm được vị thượng cấp như vậy đây? Dương Nhất Thanh nghiến răng lặng lẽ mà rời khỏi địa cung. Trên kim điện, văn võ bá quan đang tụ năm tụ ba giải rác khắp triều, vẻ mặt phẫn uất. Đã thượng triều gần nửa canh giờ, nội thị vào nội cung thúc giục đã ba lần, ấy vậy mà ngai vàng vẫn trống trơn. Thời vua Hoàng Trị chưa từng xảy ra chuyện này, nhưng tới triều của chính đức thì lần này đã là lần thứ tư. Các quan viên đang to nhỏ thì thầm với nhau, chợt một tên tiểu thái giám lật đật từ sau bức bình phong bước ra, kéo dài giọng nói: Hoàng thượng thượng điện, văn võ bá quan tiếp giá. Văn võ bá quan vừa nghe không kịp chỉnh lại hàng ngũ, vội vàng quỳ xuống kiến giá. Có người trộm ngẩng đầu nhìn lên, thấy hoàng đế chính đức đầu đội mũ rực thiên, thân mặc long bào, từ sau bức bình phong đi xa, vừa đi vừa ngửa mặt ngắp dài. Tiểu hoàng đế bước lên bệ rồng, đặt mông ngồi xuống ngai vàng, mặt mày khó chịu. Y nhìn thoáng qua đám quần thần, lại nhìn ra ngoài cửa điện. Lúc này mới là tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng. Chính đức bực bội díp mắt lại nói: Các cái khanh bình thân có bản tấu gì thì mau chỉnh lên đi. Ba vị đại học sĩ nội các cũng đang rất tức giận. Ban nãy khi bọn họ thúc giục nội thị mời hoàng thượng thăng điện, mới nghe nói rằng hôm qua hoàng thượng đã phế truất đám người hầu hầu trực ở tẩm cung và văn thư phòng. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa đây? Như vậy buổi tối canh mấy hoàng thượng sẽ đi ngủ, bãi chiều xong canh mấy hoàng thượng sẽ đọc sách, cũng sẽ không ai biết được, há chẳng phải thiên hạ đại loạn hay sao? Ba vị đại học sĩ uất đức chuẩn bị can gián thẳng thắn một phen, nên hoàng đế chính đức vừa dứt lời, Tạ Thiên lập tức bước ra khỏi hàng khải tấu. Vị lão thần này quả nhiên không thẹn với cái tên, ngay thẳng, vừa mở lời đã thao thao bất tuyệt: Hoàng thượng, mấy ngày gần đây hoàng thượng tiết triều quá muộn, có khi mặt trời mọc cao mới thượng điện, đám người thị vệ và phục vụ trong triều đứng lâu mệt mỏi cũng sẽ không tránh khỏi thất lễ đâu. Hơn nữa quan lại và sứ thần ngoại quốc đến triều cống, khi lên triều đều phải chờ đợi rất lâu, chẳng những tinh thần mệt mỏi mà phí phạm thời gian, bỏ lỡ công việc. Nên biết buổi chiều sớm là việc cao nhất của vua, là bộ mặt của thiên hạ. Người đã làm vua thì thân gắn liền với thiên hạ, nếu ngại tu tính e rằng sẽ kém sút. Nếu vua mà bê trễ ở trên, bảy tôi sẽ sao nhãng ở dưới, thì làm sao có thể trị nước được thái bình đây? Thần nhận trọng thác đứng giữa lo âu, cũng là vì lo thánh tâm lòng vua có điều vững bẩn. Phòng có gì cơ nhỡ mà liều chết trần tình, xin bệ hạ nghĩ lại. Chính đức nhướng một mắt lên nhìn lão một lúc, rồi đờ đẫn nói: Chậm biết rồi. Lưu Kiện tới hoàng đế chính đức không hề cho là đúng, trong lòng cả giận, lão lập tức cao giọng bẩm: Hoàng thượng, từ xưa tới nay người làm vua nếu siêng năng lo nghĩ thì hưng thịnh, nếu ngạo nghễ ham vui thì thất bại. Nghe nói hoàng thượng đã phế truất những người hầu trong tẩm cung và văn thư phòng, thần cho rằng việc này rất rất không ổn. Cổ ngữ có câu: xa vào chơi bời để yên thân, chìm vào dâm dật để sung sướng, ấy là nguyên nhân chính dẫn đến suy đồi. Hoàng thượng cần lập tức khôi phục lại quy định cũ thôi, đến tảo triều đúng giờ. Lưu Kiện nói xong lùi về phía sau một bước, Lý Đông Dương ở bên tay trái lão lập tức lách mình bước lên. Chính đức thế vậy không khỏi cuống lên, y vội vàng phán: Chậm biết rồi, chậm nhất định sẽ sửa đổi, việc này để thương nghị sau đi. Các ái khanh còn có tấu chương gì khác không?
Từ quán đưa mắt ra hiệu cho Tả Thị Lang bộ công Lý Kiệt. Lý Kiệt hiểu ý, lập tức phấn chấn tinh thần, ứng thanh bước ra. Vận khí từ đan điền, cất giọng oang oang tâu: "Hoàng thượng, thần có bản tấu." Chính Đức như chút được gánh nặng, vội vàng nói: "Ái khanh mau nói đi." Lý Đông Dương thấy vậy, bèn mỉm cười, lui trở về. Lý Kiệt hiên ngang bẩm: "Hoàng thượng, thần phụng chỉ đôn đốc xây dựng lăng tấm cho tiên hoàng. Thần cảm thấy trách nhiệm trọng đại nên vô cùng thận trọng, như bước vào vực sâu vậy, như đi trên băng mỏng, không dám buông lỏng chút nào." Lý Kiệt nói cả buổi, Chính Đức nghe mà buồn chán, chỉ ở một tiếng, hoàn toàn chẳng tỏ ý đúng sai gì. Lý Kiệt không thấy hoàng đế khen ngợi gì, trong lòng cũng cảm thấy hơi thất vọng, đành chuyển sang trọng tâm. "Trước đây vài ngày, thần nghe nói địa khí ở Đế Lăng không ổn, huyệt mộ lạnh lẽo, huyền cung kim tính lại trào nước ra, ấy là điểm chẳng lành. Thế nhưng Khâm Thiên Giám, Nghê Khiêm, Thị Lang Bộ Lễ Lý Đạc, Tỷ Lễ Giám Đới Nghĩa và Thần Cơ Doanh Dương Lăng chẳng biết có lòng dạ gì mà giấu giếm không báo lên. Hắn tấu tới đây, cả triều đình liền nổ tung như có sét đánh giữa trời quang. Bá quan lập tức rì rào sôi nổi. Vụ án này thoáng cái đã một hơi lôi kéo năm nha môn vào, có thể xem là vụ án lớn nhất triều Chính Đức. Một khi điều tra được sự thực là vậy, chẳng biết có bao nhiêu nhân vật quan trọng rơi đầu xuống đất, bọn họ làm sao không sợ hãi cho được. Ba người Lưu Kiện, Tạ Thiên, Lý Đông Dương cũng kinh ngạc vô cùng, đưa mắt nhìn nhau rồi đều khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không biết gì. Tạ Thiên lướt qua Lý Kiệt rồi lại rời ánh mắt sang Thượng Thư Bộ Công Tử Quán. Thấy trong mắt Tử Quán thoáng lóe lên vẻ đắc ý, lão lập tức hiểu rõ mọi việc, không khỏi hừ thầm trong lòng. Lưu Kiện cũng hơi không vui, lão là người đứng đầu nội các mà gặp việc lớn như vậy, bộ công không chịu báo trước cho lão biết việc mà lại vượt cấp tâu thẳng lên hoàng đế. Lòng tranh giành ân sủng của Tử Quán đã hiển thị quá rõ ràng. Bộ Lễ cũng là một trong những nha môn bị liên can, thế nhưng thần sắc Vương Quỳnh lại thản nhiên, không hề kinh hoàng. Trước đó Tử Quán đã mật nghị với lão. Vương Quỳnh thầm nhận định hoàng đế không giữ lễ nghi, bây giờ lại bê trễ triều chính, nhất định là do Dương Lăng và đám nội giám Lưu Cẩn xui khiến mà nên vậy. Chính bọn chúng là mối họa lớn của triều đình. Vì vậy, vừa nghe chuyện, lão liền lập tức quyết định, cho dù có mất Lý Đạc cũng phải hạ cho được Dương Lăng. Lý Kiện vừa bẩm xong, lão liền bước ra khỏi hàng, quỳ xuống tâu: "Hoàng thượng, mấy vị khâm sai phụng chỉ rất được hoàng thượng tin cậy mới được giao cho trọng trách lớn đến như vậy, không ngờ bọn họ lại cả gan làm sằng, tội không thể tha. Thần đang là Thượng Thư Bộ Lễ, quan viên thuộc hạ cũng tham dự trong đó, thần cũng có tội không biết nhìn người, quả thật rất hoảng sợ, xin bệ hạ giáng tội." Tử Quán bước ra tâu: "Hoàng thượng, năm trước khi nền Đế Lăng được kiểm tra, Vương Thượng Thư đang ở kinh thành lo kỳ thi hội, dẫu rằng mang tội không biết gì, song cũng có thể thông cảm được. Nhưng những đại thần phụng chỉ đôn đốc xây lăng, gặp việc lớn tổn hại đến long mạch, thương tổn đến vận mệnh quốc gia mà lại dám khi quân không báo, cần phải lập tức bắt về xét hỏi, xử phạt mức cao nhất của luật pháp ta, để an ủi vong hồn tiên hoàng trên cao." Vốn Chính Đức nghe nói lăng tẩm phụ hoàng xảy ra sự cố đã vô cùng tức giận, lại nghe nói long mạch hao tổn ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia thì lòng càng thêm bất an. Sự mệt mỏi lập tức tan biến, y tức giận đến nhảy dựng lên, nhưng nghĩ lại cũng thấy hơi nghi ngờ, bèn hỏi lại: "Việc này là thật sao? Các người có bằng chứng gì không?" Lý Kiện lập tức đáp như chém đinh chặt sắt: "Thần có chứng cớ. Lục Ân Lỗ là thập trưởng thần cơ doanh, phụ trách canh các lăng mộ, đã từng chính mắt thấy kim tỉnh tươm nước. Thần đã mang nhân chứng về kinh rồi." Chính Đức nghe thế thì nổi giận thực sự, y vỗ ngự án đánh cái bột một cái, quát lớn: "Thật đáng trừng trị, lập tức cấp giải những kẻ có liên quan về kinh, giao cho bộ hình, đô sát viện, đại lý tứ, tam ti hội thẩm. Nếu điều tra đúng là thật thì..." Trong lòng của y chợt nghĩ đến Dương Lăng, thoáng do dự một chút, rồi lại nghĩ mình tín nhiệm với y như thế, vậy mà cả y cũng làm dối kỷ cương, chỉ vì cầu lợi mà giấu giếm mình. Thế là trong lòng vừa thương tâm vừa phẫn nộ, cắn răng phán: "Nếu thực sự bọn chúng kia quân phạm thượng, chém." Thông thường chỉ khi xử lý phúc thẩm thì tam pháp ti mới cùng thẩm vấn, song lần này việc kim tỉnh ở Đế Lăng tươm nước rất trọng đại, hơn nữa lại liên quan đến nhiều nha môn, nên ba khanh của bộ hình
đốc sát viện, đại lý tự được lệnh vua cùng hội thẩm vụ án này. Lập tức tiếng đồn lan truyền khắp kinh sư. Hữu thị lang bộ hình ngụy thân vừa áp tải đám Dương Lăng, Nghê Khiêm và đại lao của bộ hình thì thượng thư bộ công Từ Quán, thượng thư bộ lễ Vương Quỳnh liền cùng nhau tới bộ hình bái phỏng. Hai người tuy không nói chuyện về vụ án, thế nhưng lại trắng trợn nói về việc long mạch bị hao tổn rất nguy hiểm cho xã tắc, rồi hoàng thượng rất coi trọng việc này, vân vân. Nghe thế, thượng thư bộ hình Hồng Trung trong lòng lo sợ không an. Những người bị giam vào đại lao liên quan tới nhiều nha môn, hơn nữa điều làm cho người ta đau đầu nhất là có cả người của ti lễ giám và thậm chí có cả Dương Lăng, người tâm phúc của hoàng thượng. Hồng Trung nhất thời cũng không dò được thánh ý rốt cuộc muốn nghiêm trị tới trình độ nào, trong lòng chưa biết phải làm sao. Bây giờ nghe hai vị thượng thư đại nhân nói chuyện, tựa như thấy tia sáng khi bị lạc đường giữa đêm, lập tức lão bèn hơi có chủ ý. Ngụy Thân đem bọn Dương Lăng xuống tù xa, tự mình đưa vào trong đại lao, thu xếp ổn thỏa xong, vừa đi ra khỏi cửa ngục, liền thấy hai viên chức cẩm y vệ cầm công văn đang tranh cãi với tên trưởng ngục. Ngụy Thân lập tức bước nhanh tới hỏi: "Có chuyện gì mà tranh chấp trước đại lao bộ hình như vậy?" Viên trưởng ngục khom người nói: "Ngụy đại nhân, hai vị này là bách bộ trưởng hình trấn hộ ti, muốn hỏi cung nghi phạm vụ án Đế Lăng." Ngụy Thân liếc nhìn hai vị bách hộ cẩm y vệ mặc áo cá chuồn, bọn họ vừa thấy đây là Ngụy Thân danh chấn kinh sư về tính chính trực, lập tức bao nhiêu dáng vẻ bệ vệ đối với tên trưởng ngục đều bay mất. Một tên tiến lên thi lễ: "Hạ quan Thôi Đề ra mắt Ngụy đại nhân. Theo luật Đại Minh, phàm có án nào mạo phạm hoàng đế bệ hạ và liên quan tới quan chức trong triều thì chấn phủ đều có quyền hỏi cung, thậm chí tra tấn. Nhưng hoàng thượng đã giao án này cho Tam Pháp Ti, chấn phủ chúng tôi không hề dám tranh giành việc thẩm vấn, nhưng chúng tôi lại phải dự thính vụ án này. Bất kể là đưa ra hỏi cung hoặc tra tấn tù phạm, cũng xin đại nhân kịp thời cáo chi cho chúng tôi biết được." Sớm đã bất mãn về sự ngang bướng của cẩm y vệ, Ngụy Thân nghe thế rất giận, đáp ngay: "Việc này tuy có liên quan đến Đế Lăng và hoàng gia, nhưng lại là việc xử lý quan chức gian lận tham ô, không liên quan gì tới đại án mưu phản. Huống chi hoàng thượng đã giao phó vụ án này cho Tam Pháp Ti toàn quyền, cẩm y vệ cũng có thể nhúng tay vào được hay sao?" Thôi Để cười không vui nói: "Đại nhân làm theo nhiệm vụ cũng phải theo lẽ công bằng mà làm thôi, đây cũng là nhiệm vụ của cẩm y vệ. Ý chỉ hoàng thượng không nói là không cho cẩm y vệ giám sát vụ án này mà." Ngụy Thân ngửa mặt lên trời cười ha ha, vuốt bộ râu dài nói: "Đợi nghĩa là người của Tây Lễ Giám, ai chẳng biết cẩm y vệ cùng nhà với Đông Sướng và Ti Lễ Giám đấy. Xin chuyển cáo đến Đề Đốc Trương Đại Nhân và Trấn Phủ Sứ Mưu Đại Nhân nên tránh khỏi hiểm nghi cho xa đi." Vừa dứt lời, Ngụy Thân bèn phất tay áo bỏ đi. Hai vị bách bộ cẩm y vệ nhìn theo bóng dáng của Ngụy Thân, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Thôi Đề nhíu mày nói: "Bộ hình giao vụ này cho Ngụy phán quan xử lý, e rằng muốn làm khó Trấn Phủ Sứ Đại Nhân rồi. Lão thất phu này đến cả hoàng thân quốc thích cũng chẳng để vào mắt nữa kìa, há lại quan tâm tới chúng ta sao?" Tên bách bộ cẩm y kia là Hoàng Tử Duy cười nói: "Thôi huynh, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó đối phó. Lão gia hỏa Hồng Trung rất cẩn thận, cũng rất biết điều. Chúng ta đưa thẳng thiếp cho lão, chắc lão không dám không để mắt Mưu đại nhân đâu." Không ngờ Hồng Trung tự cho rằng mình đã hiểu được tâm ý của hoàng thượng, nên sau khi nhận được thiếp của Trấn Phủ Sứ Mưu Bân, lão trầm ngâm thật lâu rồi bảo Tả Thị Lang bộ hình Trình Văn Nghĩa: "Đi, nói cho hai tên bách hộ cẩm y đó là vụ án này rất khẩn yếu, các phạm nhân liên quan vẫn chưa bắt đủ, vì vậy chưa thể thẩm vấn được, bảo họ trở về đi." Trình Văn Nghĩa lo lắng nói: "Đại nhân, cớ này chỉ hiệu quả nhất thời, không làm được một đời. Nếu như cẩm y vệ muốn nhúng tay vào lúc thăng đường thẩm án thì chúng ta phải làm sao cho tốt bây giờ?" Quả là một lão hồ ly gian trá, Hồng Trung chỉ cười hăng hắc nói: "Đến lúc Tam Ti hội thẩm, cả triều đều chăm chú nhìn, chúng ta bảo Ngụy Thân tìm bừa một cớ nào đó giữ họ ở bên ngoài, chẳng lẽ Mưu Bân dám không kiêng dè gì mà cố tình xông vào trong công đường hay sao?" Vốn Hồng Trung xử sự luôn luôn mềm dẻo, hôm nay lão dám chống lại cẩm y vệ, làm Trình Văn Nghĩa thầm ngạc nhiên. Hắn dạ một tiếng
rồi lặng lẽ lui ra bên ngoài. Hồng Trung mỉm cười thầm nghĩ: ta là một viên quan bộ hình, không phải đối thủ của Cẩm Y Vệ, nhưng Tam Pháp Ti cùng Thăng Đường Thẩm Vấn, Vệ Mưu Bân dám đồng thời đắc tội với công khanh của cả ba ti hay không? Án này mà thẩm vấn xong, đến lúc đó nội tướng cũng phải thay người, đến lúc đó danh vọng của ta lập tức cũng lên cao. Mưu Bân thấy vậy còn dám kiêu ngạo như thế nữa không đấy? Trong phòng của Mưu Bân thuộc trấn phủ ti, đề đốc chỉ huy sứ Trương Tú đang chắp hai tay sau mông đi đi lại lại trong phòng. Một lúc sau, lão hừ một tiếng: rõ là ngu xuẩn, xây đế lăng vốn là một cơ hội khó cầu, chỉ cần làm tốt một chút, lập tức Dương Lăng sẽ có thể tiến thêm một bước dài trên hoạn lộ rồi. Sao y lại chui đầu vào một vụ án lớn như vậy? Ta vừa mới trở lại kinh thành còn chưa biết tình hình cụ thể thế nào. Thật sự trong lăng có tuôn nước hay sao? Mưu Bân mỉm cười nói: tuôn hay không cũng không quan trọng, điều trọng yếu chính là khi tiên hoàng còn sống thì ngài dùng nhân hậu mà trị thiên hạ. Thành thế của Cẩm Y Vệ chúng ta cũng không lớn lắm. Bây giờ nếu để cho bộ lễ, bộ công và cái đám quan văn lật đổ nhóm thân quân bên cạnh vua, tỳ lễ giám và Cẩm Y Vệ chúng ta, thì đám quan văn là càng thêm uy phong rồi. Trương Tú trừng mắt nhìn hắn mắng: nói như thế, việc này là thật sao? Long mạch bị hao tốn là việc nước, việc này là đại sự trọng yếu đến mức nào đấy? Sao ngươi dám thản nhiên như vậy, còn muốn gây rắc rối nữa sao? Tuy Mưu Bân chỉ là thống lĩnh trấn phủ ti Cẩm Y Vệ, nhưng vì hắn nắm giữ bộ phận quan trọng nhất của Cẩm Y Vệ nên quyền lực, địa vị không hề thấp hơn Trương Tú. Nghe Trương Tú nói như vậy, hắn không khỏi ung dung cười nói: đại nhân, việc đào đất thì tổn hại gì tới vận mệnh quốc gia đây? Những lý luận của những tên ngu ngốc đó mà ngài thật sự tin sao? Thuở trước vì có ít con cháu nên Tống Huy Tông nghe lời bày vẽ của thầy địa lý, hao tài tốn của xây góc thành tây bắc của Biện Lương cao gấp mấy lần, bảo là nhờ đó sẽ được con cháu đầy đàn, thịnh vượng, quốc gia hưng thịnh. Kết quả là như thế nào? Ông ta mê tín thuật phong thủy, xây dựng rầm rộ, tu đạo để thành tiên, kết quả trở thành vua mất nước. Đến nỗi con trai là Tống Khâm Tông cũng bị quân Kim bắt làm tù binh, hai vua cùng bị bắt cả, có thể nói là chuyện lạ trong thiên hạ. Còn có triều đại... đủ rồi. Da mặt của Trương Tú co rút lại, hồi lâu lão mới nói: có câu nói, nhất mạng, nhì vận, tam phong thủy, tứ tích cầm đức, năm đọc sách. Việc này mặc dù hư vô mờ mịt, không thể tin hết được, cũng không thể không tin. Bây giờ việc đã như thế này rồi, chỉ có nước tận nhân lực rồi tùy thiên mạng thôi. Người phái người liên lạc với Dương Lăng xem y có phương cách gì không, tính toán xem. Nếu có thể cứu y ra, hãy tận lực mà làm. Nếu không thể, hơn nữa còn liên lụy tới Cẩm Y Vệ ta, thì... người hiểu chứ? Mưu Bân khẽ gật đầu, trầm tĩnh nói: tỳ chức hiểu, tỳ chức cử người đi làm ngay. Lại nói Ngụy Thân xem bọn Dương Lăng là trọng phạm của triều đình nên giam vào những phòng giam riêng, không cho trao đổi với nhau để tránh cho họ thông cung. Một mình Dương Lăng bị giam trong một phòng ngục rất thôi hám. Y đang ngồi ngơ ngác, chợt một tên ngục tốt dùng chui đao gõ gõ vào song sắt gọi: ăn cơm, ăn cơm. Nói rồi gã tiện tay nhét vào một bát cơm. Từ khi bị bắt về kinh thành, giam vào phòng tù mịt mù tăm tối, chỉ mới uống nước chưa được ăn cơm nên bụng Dương Lăng đói sôi lục bục. Nghe gọi, y vội đứng lên đi tới nhận bát cơm. Tên ngục tốt hơi cúi đầu xuống, thận trọng nhìn bốn phía, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, thấp giọng cười nói: Dương đại nhân, đã lâu không gặp. Mưu đại nhân bảo ti chức căn dặn ngài vài câu, ngài cần phải lắng nghe cẩn thận. Dương Lăng thấy gã ngẩng đầu lên, hóa ra là tên thiên hộ Cẩm Y Tiền Ninh, không khỏi vừa mừng vừa sợ, thất thanh nói: là ngài sao? Sao Tiền đại nhân lại lẻn vào đây? Cẩn thận, kẻo bị người ta phát hiện ra. Tiền Linh mỉm cười nói: nếu ti chức không đến mà phái một huynh đệ khác đến, chỉ sợ ngài tưởng là bộ hình lừa ngài nên sẽ không dám nói thật. Yên tâm đi, trong bộ hình có người của chúng ta, không đưa ngài ra ngoài được, nhưng đi vào thăm ngài một lúc lại là việc nhỏ. Mưu đại nhân hỏi ngài, việc này làm có hoàn toàn kín kẽ không? Dương Lăng chấn động trong lòng. Mưu Bân hỏi như vậy, hiển nhiên hắn đã nhận định Đế Lăng tuôn nước là chính xác 100% rồi. Nghe ngữ khí của hắn, xem ra hắn chẳng mấy quan tâm tới thuật phong thủy gì cả.
Dương Lăng không dám thoải mái kể lại tình hình thực tế. Y không thân với Mưu Bân, nếu Mưu Bân cố ý lừa y mà y lại nói thật thì đúng là tự mình tìm tử lộ. Do đó Dương Lăng hàm hồ nói: "Tỳ chức không rõ ý của đại nhân, kim tính vốn không hề bị hư hỏng gì, tại sao lại có sơ hở có thể tìm ra được đây?" Tiền Ninh giơ ngón cái, mỉm cười gật đầu nói: "Như thế là tốt nhất, nhưng trong kiểu có người mưu hại, việc này luôn khó có thể nói rõ ra được." Gã hỏi thêm: "Đại nhân có tính toán gì không? Có thể báo lại cho tại hạ sẽ bẩm cho Mưu đại nhân đem toàn lực tương trợ." Dương Lăng suy tính một lát, rồi bàn với Tiền Ninh mấy biện pháp, nhưng đều chỉ là những biện pháp gây áp lực, khiến cho Tam Pháp Ti không dám quá tay. Loại việc làm này cũng không thể thu được ích lợi gì nhiều. Tiền Linh nghe xong chau mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Khó, thật sự là khó. Việc này ồn ào như vậy, e rằng không dễ giải quyết đâu." Dương Lăng cười u ám đáp: "Ta biết, Tiền huynh cứ làm hết sức là tốt rồi. Cổ nhân có nói, nhân gian nói nhỏ, trời nghe rất rõ. Dương Mỗ tin rằng trên đầu ba thước có thần minh. Chỉ cần làm việc có thể không gì sai sót, có trời đất chứng giám là được. Việc đã đến nước này, ta cứ tận nhân lực rồi tùy thiên mạng đi. Chỉ là mong Tiền huynh cử người thông báo cho vợ của ta. Nếu hoàng thượng tức giận mà liên lụy tới người nhà, bảo nàng đem vật đang được thờ cúng ở nội đường cầu hoàng thượng tha cho. Chỉ cần Tiền huynh truyền đạt giúp lời này, Dương Mỗ có chết ở suối vàng cũng vô cùng cảm kích huynh." Tiền Ninh nhìn y một lúc rồi thở dài nói: "Đại nhân không nói thì chức cũng biết nguyên do. Huynh đệ chúng tôi không phải là người tốt, nhưng Dương huynh là người như vậy, huynh đệ chúng tôi cũng rất kính trọng. Dương đại nhân yên tâm, thì chức sẽ sai người đưa tin cho những vị đại nhân khác để họ nghiến răng kiên quyết không thừa nhận. Đại nhân tự thu xếp ổn thỏa đi." Vừa về tới bộ hình, Ngụy Thân lại nghĩ tới việc Cẩm Y vệ có quan hệ mật thiết với Đông Sưởng, còn Đông Sưởng lại cùng hệ với Ti Lễ Giám. Hôm nay Cẩm Y vệ tích cực nhúng tay vào, có phải là cứu Thái Giám Đới Nghĩa, thủ lĩnh của Ti Lễ Giám hay không? Nghĩ đến đây, lo ngại Cẩm Y vệ đút lót ngục tốt tổ chức thông cung, Ngụy Thân vội vàng phi ngựa chạy trở lại đại lao bộ hình. Lão chia ngục tốt thành từng nhóm 4 người trực trước cửa phòng giam nghi phạm. Hơn nữa, chính lão cũng tự mình cố thủ ở đại lao không rời nửa bước. Tiền Ninh chân trước mới vừa đi, Ngụy Thân đã trở lại. Ở 4 cửa lao cả ngày lẫn đêm, không lúc nào không có ngục tốt trấn thủ. Dù Cẩm Y vệ chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào, nhưng nếu muốn đưa tin cũng khó như lên trời. Tiền Ninh cố thử vài lần nhưng suýt khiến cho Ngụy Thân nghi ngờ, gã đành bỏ cuộc, chỉ có nước đem những lời dặn dò của Dương Lăng về bẩm báo với Mưu Bân. Nha môn Tam Ti đột nhiên hội thẩm hai lần, quả nhiên Cẩm Y vệ bị gạt ra ngoài. Mắt thấy Cẩm Y vệ quyền thế lại bị khiêu khích và bỏ qua một bên như vậy, đến cả Trưng Tú cũng cảm thấy giận dữ. Lão lập tức tung mật thám Cẩm Y vệ ra phao những tin đồn đồn đoán, phỉ báng quan chức các bộ, bộ lễ, bộ công, bộ hình, đồng thời thu thập những cái đuôi của họ. Tam Pháp Ti hội thẩm hai lần, 4 người Dương Lăng cùng nói một giọng, mặc cho tên thập trưởng ra mặt làm nhân chứng. Cả 4 chỉ nói hắn vì thù oán bọn họ nên vu cáo hãm hại, khiến cho Tam Pháp Ti hết đường xoay sở. Thượng thư bộ hình Hồng Trung bất lực, chỉ có nước tâu với chính đức hoàng đế ở phiên chiều sớm. "Khải bẩm hoàng thượng, thần phụng chỉ cùng đốc sát viện, đại lý tứ thẩm tra án Đế Lăng thấm nước, nhân chứng đối chất với phạm quan ở công đường, nhưng cả 4 phạm quan hoàn toàn không chịu thừa nhận, bảo là tên thập trưởng bị bệnh hoang tưởng, hoa mắt nhìn nhầm, chết cũng không thừa nhận. Thần xin phép hoàng thượng hạ chỉ cho phép bộ hình được phép tra tấn 4 phạm quan." Mặc dù mấy cái thứ ưu đãi hình không áp dụng với đại phu, sớm đã bị tên Chu Trọng Bát, tức Chu Nguyên Chương, hoàng đế lập nên triều Minh phá tan hoang, nhưng ngoại trừ khi bị Cẩm Y vệ hạ ngục, trước giờ chưa từng nghe nói bộ hình cũng có thể dùng cực hình bức cung với quan chức. Một khi thành lệ, bộ hình nắm quyền sinh sát trong tay, lập tức có thể biến thành Cẩm Y vệ thứ hai. Bá quan nghe vậy không khỏi trợn mắt mà nhìn. Đại học sĩ Lưu Kiện lập tức bước ra khỏi hàng tâu: "Hoàng thượng, việc này vạn lần không thể được. 4 phạm quan thật sự có tội hay không, trước mắt chỉ có 1 nhân chứng, cũng không có vật chứng gì cả. Thần nghe nói tên thập trưởng đó từng bị Khâm Sai Đới Nghĩa trừng phạt, bởi vì một chút ân oán cá nhân, trước này cũng có những người điêu toa, gian ác gan lớn bằng trời, dám hãm hại đại quan triều đình.
Nếu các vị ấy bị cực hình mà nhận tội, thành ra là bức cung, chẳng phải là oan uổng hay sao? Từ quán vội vàng la lên: Hoàng thượng, Cẩm Y thân quân cũng được thiên tử giao cho quyền tra tấn, nhưng việc này vì có liên quan tới Ti Lễ Giám, để tránh hiểm nghi, hoàng thượng nên đưa phạm quan cho Tam Ti thẩm vấn. Mấy tên phạm quan đó biết long mạch bị hao tốn, ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia, hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng. Ai cũng sợ chết nên đương nhiên sẽ rất ngoan cố, không dùng cực hình là không chịu cung khai. Gặp sự phải tòng quyền, xin bệ hạ ân chuẩn. Tạ Thiên bước ra tâu: Người không nói loạn về thần linh, đại minh ta được thiên hạ, đó là nhờ vào thiên mạng. Chỉ một lần phong thủy cũng có thể có được thiên hạ, cũng có thể mất thiên hạ. Chẳng lẽ đó không phải là việc bất chính, quá là hoang đường hay sao? Thánh nhân từ trước đến nay coi phong thủy là thuật sàng bẫy, mê hoặc lòng người. Mấy năm trước vụ án Lý Quảng, tiên đế đã từng đuổi mấy ngàn tên đạo sĩ phiên tăng, thuật sĩ chuyên dùng tà thuyết mê hoặc dân chúng. Bệ hạ đâu thể chỉ vì một người tố cáo như vậy mà trị tội đại thần như vậy được đấy. Đệ tử Nho Gia chính thống không tin phong thủy, cho rằng người có đạo là có thiên hạ, có được lòng dân là có thiên hạ. Họ cho rằng mấu chốt của vận mệnh họa phúc để do cá nhân tu dưỡng. Nếu có thể giữ được lòng lành, nhận thức được thiên tâm là có thể chuyển họa thành phúc, cải tạo vận mệnh. Do đó, phần lớn văn võ bá quan trong triều đều phản đối thuật phong thủy. Nhưng khi hoàng đế về trời, hoàng gia tìm một vùng đất an táng, tìm một thầy phong thủy tới thăm dò thì cũng không quan hệ gì lắm cho tới việc triều chính. Do đó bọn họ luôn luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng bây giờ bộ hình muốn dựa vào chuyện này mà lạm quyền, ba vị đại học sĩ cũng hơi bất mãn. Hơn nữa hiện nay dân gian có lời đồn đoán bảo là vì giờ lăng tiên đế nên triều đình sẽ phải đánh thuế nặng, phần lớn dân chúng đã hơi hoang mang lo lắng. Không ở nhà thì chẳng biết củi gạo quý. Ba vị đại học sĩ quản lý triều chính nên biết chi phí tiền lương tuy không tới nỗi phải giật gấu vá vai, nhưng cũng không chịu nổi việc tiêu xài hoang phí như thế. Huống hồ đại minh đang chịu thiên tai ở vài địa phương, đã có dấu hiệu dân muốn nổi loạn, lúc này mà tăng thuế thì không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Do đó ba vị đại học sĩ vẫn luôn luôn cùng tiến cùng lùi, lần này nhất trí cho rằng bộ công bộ lễ cứ chuyện bé xé ra to là do người khác có mưu đồ riêng, nên cả ba quyết định phải phản đối cho bằng được. Chính Đức nghe vậy không vui nói: Phận làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu. Lăng tẩm của tiên đế bị thấm nước như vậy còn chưa tính là không lành hay sao? Còn chưa tính là đại sự hay sao? Lý Đông Dương thấy hoàng đế Chính Đức rất không vui, bèn vội vàng bước ra khỏi hàng tâu: Hoàng thượng, đất bị động thổ đã là trái với lẽ tự nhiên rồi, lẽ nào còn lắm điều huyền bí như vậy ư? Huống hồ nói theo phong thủy cũng có kiến giải rằng nhân sinh họa phúc do trời, người tài đức thì có thể được yên mạng. Vì vậy mới có câu nơi đất lành chỉ có người có đức mới được ở. Thái Lăng vốn là đất lành, cớ chi đột nhiên vì kim tính thấm nước báo điểm mà thành đất dữ được đây? Tiên đế là lệnh chủ trung hưng phục hưng của đại minh ta, là một minh quân xưa nay hiếm có, chẳng lẽ tiên đế không có phước được ở nơi đó hay sao? Ông dùng phong thủy phản bác lại phong thủy, kỳ thực ký tứ cũng giống như Lưu Kiện, Tạ Thiên vẫn cho rằng Từ Quán, Vương Quỳnh chuyện bé xé to. Mã Văn Thăng nghe xong không nhịn được nữa, tuy lão luôn kính trọng ba vị đại học sĩ nhưng cũng không có nghĩa là ba người nói gì thì lão cũng nghe lấy. Từ xưa vốn có lệ là quan viên không được làm quan tại nguyên quán, nhưng chế độ này sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Từ lúc Dương Lăng và Lưu Cẩn góp lời cho hoàng đế lập lại chế độ này, Mã Văn Thăng bị đám quan viên hành cho sứt đầu mẻ chán nên rất bất mãn về việc Dương Lăng khuấy đảo triều chính. Bởi vậy vừa nghe ba vị đại học sĩ bảo vệ đám người Dương Lăng, lão không nhịn được mà phản bác lại: Đại học sĩ nói vậy sai rồi, người xưa có câu nhất mạng nhị vận tam phong thủy tứ tích âm đức ngũ độc thư, đại sự này có ảnh hưởng tới sự thay đổi vận mệnh cá nhân và an nguy xã tắc của triều đình, đương nhiên phải thận trọng mà hành động rồi, sao có thể coi thường nó được đấy. Thượng thư Hàn Văn của bộ hộ trông nom túi tiền của đại minh, bấy giờ tin triều đình tăng thuế đang lan truyền đi rất nhanh. Kinh sư vốn giàu có thì không sao, nhưng có những nơi dân chúng cơm không đủ ăn, chỉ có thể sống tạm bợ qua ngày mà thôi. Nếu triều đình thực sự ban hành chính sách này thì lão sẽ phải đứng mũi chịu sào,
gặp đủ mọi điều khó xử, cho nên người sợ giờ lăng nhất chính là lão ta. Cho nên lão lập tức cũng vội vàng bước ra tấu: Hoàng thượng, thánh nhân có câu, quý không ở nơi chốn mà do thiên mạng. Đại Minh ta thiên mạng vốn đã định rồi, vận nước cưng thính, phong thủy chỉ là bằng môn tiểu thuật, sao có thể xem là chính đạo đấy. Ba vị đại học sĩ và thượng thư bộ hộ cùng chung ý kiến nói về thiên mạng chính đạo, còn bốn vị thượng thư của bộ lại, bộ công, bộ lễ, bộ hình thì lại bàn tới phong thủy. Nhất thời cả đại điện tranh luận tới lui không ngừng nghỉ. Chính Đức bị bọn họ tranh cãi đến đầu óc rối mù, đành bất lực quay sang hỏi Lưu đại hạ: Lưu thượng thư, khanh nghĩ thế nào? Lưu đại hạ không người nói: Bệ hạ, thần cũng cho rằng gửi gắm vận mệnh quốc gia vào phong thủy là điều hết sức nực cười. Nếu nói tới phong thủy có thể quyết định họa phước của quốc gia, vậy thì trị bình thiên hạ cũng không cần vua hiền, tôi trung hay đạo thánh nhân nữa rồi. Nếu vậy khi xưa Đại Tống bị nhà Nguyên xâm lược, người Đại Tống chỉ cần giờ lăng mộ tiên đế tới vùng đất có phong thủy tốt thôi, thì người Nguyên sẽ ngoan ngoãn lui binh rồi. Văn võ bá quan nghe xong lời này không khỏi phá lên cười. Lưu đại hạ đợi chúng thần bớt ồn ào mới nói tiếp: Do đó thần cho rằng không cần phải ý kỹ việc vọng động đến Kim Tính, nếu cần có thể sai đại thần trong triều đến kiểm tra. Nếu Kim Tính mà bị người ta động tay động chân vào, tự nhiên liếc mắt nhìn sẽ thấy ngay thôi. Hoàng đế Chính Đức cũng không biết thuật phong thủy có đáng tin hay không, thế nhưng xem ra việc này thà tin còn hơn không, không tin thì không ổn. Nghe Lưu đại hạ nói như vậy, hắn đang muốn bảo Khâm Thiên giám lên điện hỏi xem có kiểm tra Kim Tỉnh được hay không, thì thượng thư Vương Quỳnh của bộ lễ đã lên tiếng: Hoàng thượng, thần nghe nói bảy binh sĩ đứng cạnh Kim Tỉnh chứng kiến việc Kim Tỉnh trào nước bất ngờ đã bị chết khi đang xây dựng đế lăng. Đây còn không là chứng cớ lớn nhất cho việc giấu đầu hở đuôi hay sao? Hà tất phái người tới đế lăng kiểm tra làm gì, khiến tiên đế dưới suối vàng không được yên ổn. Thần nghĩ cho dù phong thủy ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia là vô căn cứ, nhưng những kẻ này khi quân phạm thượng không phải giả, theo lý nên nghiêm trị lấy đó mà làm gương. Chính Đức nghe xong bèn hạ quyết tâm, vỗ ngự án một cái nói: Được, bảo bộ hình dùng cực hình để xem bọn chúng cứng đầu tí đâu. Ngày mùng 2 tháng 6 mới sáng sớm đã có hàng loạt những tiếng sấm ì ầm, nhưng mưa lại không lớn, chỉ tí tách rơi. Gần đến trưa, một chiếc kiệu nhỏ đội mưa xuất hiện trên con đường nhỏ trong thôn quê lầy lội. Mấy ngày qua, phủ uy Vũ Bá bị bao trùm trong một bầu không khí thê lương và ảm đạm. Hàn Đấu Nương nghe nói tiếng công có chuyện, sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng đã đi đến bộ hình nhiều lần, nhưng nơi ấy được canh gác nghiêm ngặt, tuyệt nhiên không cho nàng vào. Sau khi Thái Lăng xảy ra chuyện, vua Chính Đức đã cho người quản giáo đế lăng, không cho phép bất cứ ai xuống núi. Cha con họ Hàn cũng bị giam lỏng ở trên núi. Hàn Đấu Nương chỉ là một nữ tử yếu đuối, không trốn khẩn cầu. Nàng cả ngày lo lắng chạy tới ngoài cửa đại lao của bộ hình, thế nhưng thủy chung vẫn không tìm được cơ hội để gặp mặt tướng công một lần. Tâm lực tiểu tụy, trong lòng vô cùng thương tâm. May mà nàng có nghe ngóng được tướng công mặc dù qua hai lần thăng đường nhưng chưa bị dùng hình. Bốn đại thần không ai chịu cung khai nên mới yên lòng một chút. Lúc này Ấu Nương vừa mới được Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai đưa về phủ. Cao Văn Tâm nghe tin vội vàng chạy tới, vừa vào cửa trông thấy sắc mặt Ấu Nương liền biết hôm nay nàng vẫn chưa gặp được Dương đại nhân. Cao Văn Tâm viện cửa trầm ngâm một hồi, chỉ có thể than nhẹ một tiếng rồi vào phòng lấy quần áo khoác thêm cho Ấu Nương, nhẹ nhàng an ủi: Phu nhân, người đừng quá lo lắng, để tránh tổn hại tới thân thể. Hai ngày qua mọi người bên ngoài đều truyền miệng với nhau, nói rằng triều đình muốn gia tăng thuế khóa nên mới lấy cớ đế lăng không lành để ngụy biện thôi. Lão gia vì bá tánh đại minh mới phải vào tù, lòng người đều ủng hộ. Lão gia cắt nhân thiên tướng nhất định sẽ có thể chuyển nguy thành an thôi. Hàn Đấu Nương mặt hoa u sầu, nghe vậy chỉ cố gượng cười, nước mắt lưng tròng nói không nên lời. Đúng vào lúc này, một tiểu tỳ áo xanh lặng lẽ đi tới cửa khẽ nói: Phu nhân, Tam công tử nhà Vương Thượng Thư đã đến rồi. Cô nàng cũng biết hai ngày qua không khí trong nhà vô cùng căng thẳng, cho nên không dám lớn tiếng. Tuyết Lý Mai nghe vậy mày liễu liền cau lại, hầm hầm nói: Hắn tới làm gì? Lão gia nhà ta xảy ra chuyện lớn như vậy, ai có lòng thanh thản mà xem bệnh cho phu nhân nhà hắn đây? Đuổi hắn đi đi.
Ngọc Đường Xuân lại vội ngăn lại nói: "Khoan đã, hắn là con trai Thượng Thư Bộ Lễ, có lẽ có thể nhờ hắn cầu xin Vương Thượng Thư ra mặt xin tha cho đại nhân." Tuyết Lý Mai cười khẩy: "Tỷ nói xem, vì sao mấy ngày nay hắn không đến nhà chúng ta đây? Dân chúng khắp thiên hạ đều nói Bộ Lễ và Bộ Công liên thủ sắp đặt tội cho lão gia. Cha hắn chính là kẻ hãm hại lão gia, hắn sẽ cứu hay sao?" Tiểu tỷ áo xanh rụt rè chen vào: "Phu nhân, các vị cô nương, Vương Tam công tử tới có một mình thôi, không hề dẫn theo phu nhân." "Sao?" Hàn Nấu Nương và mấy người Ngọc Đường Xuân đều đưa mắt nhìn nhau, lấy làm nghi hoặc. Hàn Nấu Nương nghĩ ngợi một chút rồi cắn răng đứng lên: "Đám phụ nữ chúng ta ở đây cũng không nghĩ ra được cách nào. Ta đi gặp hắn xem rốt cuộc là hắn có mục đích gì đây." Cao Văn Tâm ngăn lại: "Phu nhân khoan đã, đại nhân gặp nạn, nhà họ Vương cũng có hiểm nghi, phu nhân không nên trực tiếp ra mặt. Theo tiểu tỷ thấy, trước tiên hay là cho người thăm dò mục đích của hắn thì vẫn tốt hơn." Tuyết Lý Mai nổi giận đùng đùng nói: "Để muội đi gặp hắn ta, nhà họ Vương lễ oán trả ơn, muội cũng muốn xem Vương Tam công tử có gì để nói đây." Ngọc Đường Xuân lườm nàng trách nói: "Với cái tính tình đó của muội, đi sẽ chỉ làm hỏng chuyện thôi." Đoạn nàng hỏi ý Yếu Nương: "Phu nhân, hay là để tôi đi thử? Vương Tam công tử đã tới nhiều lần, tiểu tỷ cũng tương đối hiểu hắn ta, trước hết thăm dò xem ý đồ của hắn đã rồi mới quyết định sau vậy." Hàn Nấu Nương khẽ gật đầu: "Tô ta muội muội tính tình trầm ổn, phiền muội đi một chuyến vậy." Những tiếng sấm ì ầm vọng lại từ phía chân trời. Vương Cảnh Long đứng ở cửa phòng, đưa mắt nhìn về phía chân trời âm u, lại nhìn lão quản gia đang tõng tay đứng một bên, vẻ mặt thẫn thờ. Mặc dù hôm nay lão quản gia không mời hắn vào thư phòng, cũng không dâng lên chén trà nào, nhưng Vương Cảnh Long vẫn không khỏi mỉm cười, trong lòng lại hì hả không thôi. Hắn và mấy tên hảo hữu vốn định lật đổ Dương Lăng, thế nhưng thủy chung vẫn không nắm được nhược điểm gì. Triệu Ung gợi ý bảo hắn tới Dương phủ tìm cơ hội gieo vạ hãm hại, tỉ như lúc đến nhà cầu thầy tặng lễ vật sẽ bí mật mang theo mấy thứ đồ cấm hoặc vượt khỏi quy định gì gì đó. Bọn chúng cho rằng Dương Lăng là tên tú tài quê mùa ở nông thôn, chưa hẳn đã biết những thứ này, vậy còn không ngoan ngoãn chui đầu vào giọ hay sao? Thế nhưng Vương Cảnh Long cũng không ngốc. Triệu Ung bảo hắn bí mật kẹp mấy tấm vải màu vàng chói vào trong những lễ vật biếu tặng. Có điều phương pháp này quá dễ thấy, rất dễ bị người ta phát hiện. Hơn nữa, một khi xảy ra chuyện, hắn cũng không thoát khỏi liên can. Do đó lo sợ mà vẫn chưa dám thi hành. Mấy tên này chỉ trích hay bàn việc thì thao thao bất tuyệt, tự hồ việc diệt gian trừ ác chỉ là việc trong nháy mắt. Điều nực cười chính là mấy tên công tử này giống như con chuột thiên tài muốn đeo lục lạc cho mèo vậy. Ý tưởng thì không tồi, nhưng khi bảo chúng đi làm thì lại không biết phải làm sao. Sau đó Vương Cảnh Long đứng sau cửa sổ thư phòng, nhìn thấy trong ao nước giữa vườn hoa có hai ngọn giả sơn nằm ở hai bên, bèn chợt nảy ra ý tưởng. Hắn định khuyên nhà họ Dương xây thêm một ngọn giả sơn ở giữa ao, nên biết rằng ba hòn núi trong một ao chính là mô phỏng hành vi tiếm quyền đế vương. Hơn nữa đến lúc đó cũng không có chứng cứ để kéo hắn vào. Đáng tiếc biện pháp này mặc dù xảo diệu, nhưng hắn lại không gặp được Dương Lăng. Nếu để thê tử của hắn mạo muội bàn luận về kiến trúc hoa viên với Dương phu nhân, sợ rằng sẽ khiến người ta hoài nghi. Mãi đến khi bọn người Vương Quỳnh đột nhiên phát động, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay bắt được Dương Lăng, thì không cần đến hắn ra mặt nữa. Nhưng nhiều ngày qua, tin đồn trong kinh thành về việc sắp tăng thuế càng lúc càng nhiều. Dân chúng bần hàn gần như coi đám Vương Quỳnh, Từ Quán là đám gian định hút máu nhân dân, còn Dương Lăng thì lại được tiếng thanh liêm trong sạch, trở thành trung thần cứu giúp nhân dân. Vương Cảnh Long biết được thì cực giận. Vừa khéo lúc ấy, Nhất Xứng Kim của Thì Hoa Quán sau khi nghe nói Dương Lăng bị bắt, nhất thời hưng phấn, đem chuyện ba thanh quan nhân của mụ bị y cưỡng ép mua về kể cho viên ngoại lang Bộ Lễ đang đi chơi ký viện nghe. Thê tử Vương Cảnh Long lắm bệnh, hắn lại không có vợ bé nên cũng là khách hàng thường xuyên qua lại của Thanh Lâu, cũng có chút giao tình với viên ngoại lang Bộ Lễ. Nghe lão kể xong, nghĩ rằng đã tới lúc, bèn lập tức nảy ra ý tưởng. Hắn tự nghĩ nếu xúi dục được Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai, phản lại Dương Lăng, biến đi trở thành một tên ngụy quân tử ước hiếp người lương thiện, cưỡng đoạt mỹ nữ, vậy hình tượng kháng chỉ cứu thế tốt đẹp của y lúc trước sẽ sụp đổ ầm ầm. Chỉ cần làm được việc này thì sẽ có thể
thêu dệt ra rất nhiều điều khác để vu cáo, bôi nhọ thanh danh của y. Ai còn tin y cầu xin cho dân nữa đây? Danh tiếng của cha hắn sẽ không chịu ảnh hưởng. Thế là y cũng không bàn với mấy vị bằng hữu. Vương Cảnh Long vội vàng chạy đến nhà họ Dương ngay. Hắn nghĩ bằng vào tướng mạo tài hoa và gia thế của hắn, muốn gạt cho một người con gái xinh đẹp, xuất thân thanh lâu, lại vốn ái mộ mình, còn không dễ như trở bàn tay hay sao? Ngọc Đường Xuân đi tới phòng khách, lão quan gia trông thấy vội chào. Tô cô nương đến rồi đó sao? Ngọc Đường Xuân khoắt tay ra hiệu cho lão bộc lui ra, còn mình lặng lẽ đi đến sau lưng Vương Cảnh Long, yêu kiều vái chào, nhẹ giọng nói: Tiểu tỷ Tô Tam ra mắt Vương công tử. Vương Cảnh Long thoáng dừng lại, xoay người ngạc nhiên: Chà chà, là Tô tiểu thư đến, thật lễ rồi. Ngọc Đường Xuân nói: Mời Vương công tử vào phòng khách ngồi, phu nhân không có tới cùng với công tử hay sao? Lúc này nhà họ Dương đang có chuyện, Văn Tâm tỷ tỷ lại mang thân phận phạm nô do hoàng thượng khâm định. Nếu công tử muốn mang tỷ ấy về nhà khám bệnh cho phu nhân nhà tiểu tỷ không đảm đương nổi đâu. Vương Cảnh Long đi ra phòng khách ngồi, thở dài nói: Vương mỗ không phải vì bệnh của tiện nội mà đến đây. Dương Lăng xảy ra chuyện, Vương mỗ cũng có nghe nói. Chà, Dương Lăng được nhiều thánh sủng, tiền đổ như gấm, không ngờ lại thỏa hiệp với mấy tên tham quan lừa dối triều đình, thật khiến cho người ta đau đớn vô cùng. Trên mặt Ngọc Đường Xuân thoáng hiện lên vẻ tức giận, nhưng đang không biết hắn đột nhiên tới đây là có dụng ý gì, bèn cố nén giận. Vương Cảnh Long thấy nàng im lặng đứng trước mặt mình, vội nói: Mời Tô tiểu thư ngồi. Ngọc Đường Xuân khẽ nhún nhường, lãnh đạm: Trước mặt công tử, tiểu tỷ nào dám ngồi. Vương Cảnh Long khoát tay nói: Tiểu thư sao lại nói vậy? Tiểu thư đọc sách kiểu lễ, trời sinh lại đoan trang, Vương mỗ chưa từng xem tiểu thư là tỷ nữ. Ngọc Đường Xuân cười nhạt tránh chủ đề này, nói: Hôm nay công tử tới đây, nếu không phải xem bệnh cho phu nhân, chẳng lẽ có chuyện gì hay sao? Nếu là chuyện quan trọng, không tiện cho tiểu tỷ biết, tiểu tỷ đi mời phu nhân ra vậy. Vương Cảnh Long vội vàng đứng dậy ngăn lại nói: Tiểu thư khoan đã nào, tiểu thư đã hỏi vậy Vương mỗ cũng đành mạo muội, không dám giấu tiểu thư, Vương mỗ hôm nay đến chính là vì Tô tiểu thư đấy. Sao? Ngọc Đường Xuân lộ ra vẻ ngạc nhiên, không dám tin hỏi: Vương công tử là vì tiểu nữ mà đến sao? Vương Cảnh Long thấy trong phòng không có người khác, bèn mỉm cười quỷ dị nói: Tiểu thư ở Dương phủ thật sự chỉ là một tỷ nữ thôi sao? Ngọc Đường Xuân tròn xoay đôi mắt đầy nghi hoặc hỏi: Vương công tử nói lời này rốt cuộc là ý gì? Vương Cảnh Long cười khẩy nói: Ngụy quân tử đúng là ngụy quân tử. Nếu hắn đã thèm muốn vẻ xinh đẹp của tiểu thư, chuộc tiểu thư về nhà rồi thì phải hết sức yêu quý tiểu thư mới phải. Đáng hận là hắn chỉ vì cái thanh danh trọng tình trọng nghĩa đẹp đẽ, sau khi mua một người con gái yêu kiều quyến rũ như cô nương về làm thiếp rồi lại gán cho danh phận nô tỳ, thật là khiến người ta đau lòng mà. Ngọc Đường Xuân nghe ngữ khí của hắn tưởng rằng mình là thiếp của Dương Lăng, nhưng bình thường lại bị sai bảo là nha đầu, nàng không biết chuyện mình là thiếp thị hay nô tỳ có liên quan gì với việc hắn đội mưa chạy tới nơi này, trong lòng kinh ngạc và nghi ngờ không thôi, nên cũng không phản bác gì. Vương Cảnh Long thấy nàng muốn nói lại thôi, càng cho rằng phỏng đoán của mình là chính xác. Hắn đắc chí nói: Dương Lăng bỏ ra vạn lượng bạc chuộc cô nương ra khỏi Thỉ Hoa quán, nhưng lại bắt làm nô tỳ, việc này nói ra ai chịu tin đấy? Hắn có người trong thiên hạ đều không có mắt hay sao? Còn cố làm ra vẻ, chỉ tiếc cho cô nương tài hoa tướng mạo như vậy, đáng lý phải được người ta che chở như châu như ngọc, lại rơi vào kết cục như vậy. Ngọc Đường Xuân chớp chớp cặp mắt xinh, thấy vị công tử gia này tỏ vẻ đau xót, thiếu điều dậm chân đấm ngực mà gào khóc. Nhưng hắn nói tới nói lui vẫn chưa nói đến điểm quan trọng, nàng đành phải lẩm bẩm: Vương công tử vì sao lại nói ra lời này? Thật ra đại nhân đối đãi với tiểu tỷ, đối đãi với tiểu tỷ rất tốt, cũng chưa từng ngược đãi tiểu tỷ. Nàng nói tới đây chợt nghĩ Dương Lăng lần này đắc tội với thiên tử, không biết chừng còn bị chém đầu tịch biên gia sản, trái tim thiếu nữ của mình vừa có nơi gửi gắm lã lại rơi vào kết cục như vậy. Người ta nói hồng nhan bạc mệnh, số phận của mình đúng là bất hạnh. Nghĩ rồi vành mắt của nàng không khỏi đỏ lên.
Kính thưa quý vị, tập 28 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.